người không mạo hiểm kiếm tiền suốt đời chỉ là kẻ tầm thường sáu kỹ năng thu tiền ghê gớm của người do thái trên thương trường có thể nói người do thái là tổ tiên của việc đầu tư mạo hiểm dám kiếm tiền lớn và chấp nhận rủi ro đây là kỹ năng kiếm tiền ghê gớm nhất của người do thái người do thái luôn được mệnh danh là doanh nhân số một thế giới và được coi là dân tộc biết kiếm tiền nhất họ sở hữu sáu kỹ năng kiếm tiền thần sầu một đam mê kiếm tiền chỉ khi thật sự yêu thích bạn mới có thể làm giỏi việc đó Rockefeller từng nói tôi đã từng nghèo và cũng đã từng giàu. Hãy nghe lời tôi, giàu tốt hơn nghèo. Mặc dù nhiều người không thừa nhận rằng tiền là nhất, thậm chí còn cho rằng tiền là thứ xấu xa, nhưng có lẽ trong nội tâm họ đều thừa nhận một sự thật rằng tiền có thể sai khiến cả ma quỷ. Còn người Do Thái, họ không bao giờ trốn tránh việc theo đuổi và ham mê tiền bạc. Họ là một cỗ máy kiếm tiền bẩm sinh và chính vì lòng đam mê và yêu thích như thế đã giúp họ đã trở nên giỏi kiếm tiền bồi dưỡng nên một đầu óc kinh doanh linh hoạt, thường xuyên cách tân quan niệm về việc kiếm tiền, nâng cấp tầm nhìn phát hiện cơ hội kinh doanh, và thậm chí còn dùng trí tuệ của mình để tạo ra cơ hội kinh doanh hay. Vận dụng trí tuệ để kiếm nhiều tiền hơn trong khi lại bỏ ra công sức ít hơn. Nhiều doanh nhân làm việc chăm chỉ một cách mù quáng, thường không nhìn thấy được bộ mặt thật của thị trường, không nắm bắt được quy luật, bị thị trường đánh lừa, khiến họ khó kiếm được tiền. Những doanh nhân thông minh thường có khả năng phán đoán xu hướng thị trường hiện tại một cách cực kỳ bình tĩnh và có thể nhìn thấu qua bề mặt của sự việc để hiểu rõ vấn đề thực sự nằm ở đâu, đây mới chính là những cao thủ kiếm tiền thực sự. Trên thương trường, nếu chỉ bán mạng làm việc và bắt chước theo một cách mù quáng thì kết quả khẳng định sẽ thua đến nỗi không còn một mảnh rác. Trong trí tuệ kiếm tiền của người, do Thái, bí quyết chính là kiếm tiền nhiều hơn, trong khi lại bỏ ra công sức ít hơn. Có một vài việc không cần phải tự mình làm, chỉ nên làm tốt việc mà bản thân cần làm, còn những việc khác cứ giao cho người khác làm là được. Nếu một doanh nhân phải tự mình làm tất cả mọi việc, thì dù năng lực của anh ta có giỏi đến đâu cũng khó mà đảm đương hết. Do cơ Phê lơ nói, tôi luôn tin rằng làm càng ít, tiền kiếm được sẽ càng nhiều. Tôi chỉ làm những việc thật sự cần bản thân tự mình ra tay, mà thôi, đây là chân lý của việc kiếm tiền. 3 hãy duy trì sự tự tin khi bạn tin tưởng thì bạn mới có thể đạt được điều mà bạn muốn người do thái rất tự tin trong việc kiếm tiền và họ cho rằng tài kinh doanh của mình không thua kém bất kỳ ai tuy nhiên sự tự tin của người do thái không phải hình thành trong một sớm một chiều mà được hình thành từ trí tuệ được đúc kết thông qua lịch sử kinh doanh lâu đời của họ ngoài ra sự tự tin của người do thái còn bắt nguồn từ việc họ siêu chú trọng đến giáo dục đúng như cuốn thánh kinh tam ớt của người do thái đã nói dân tộc do thái là một dân tộc bắt nguồn từ sách vở tự tự tin không chỉ là kỹ năng quan trọng nhất của người do thái mà còn là từ miêu tả chính xác nhất về sự kiêu hãnh của họ 4. nhất định phải có mục tiêu tuyết trắng không thể dùng để làm bánh phô mai người do thái có một câu tục ngữ tuyết trắng không thể dùng để làm bánh phô mai cũng có một câu danh ngôn thay vì chịu lạc đường một lần Chi bằng đi hỏi đường 10 lần, hai câu này nhấn mạnh tầm quan trọng của mục tiêu. Họ tin rằng mục tiêu và phương hướng phải được đề ra rõ ràng trước khi hành động và nhất quyết không được hành động một cách hấp tấp. Điều kiện tiên quyết để kiếm tiền cũng chính là một loại mục tiêu và một kế hoạch kỹ lưỡng cũng là một thứ thiết yếu. Người Do Thái tin rằng con người là động vật văn hóa, cũng như động vật tình cảm, cảm xúc của con người luôn luôn bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như lợi ích kinh tế, danh lợi, tình cảm, về b chỉ có luôn ghi nhớ mục tiêu của bản thân mới có thể kiểm soát tốt được cảm xúc và tâm lý của mình từ đó duy trì tâm lý nhất quán và kiên định năm thời gian quan trọng hơn tiền bạc thời gian là tiền bạc là hàng hóa và là tất cả thời gian là tiền bạc một phương châm cổ điển nhưng sự hiểu biết của người do thái về thời gian vượt ra ngoài phạm trù này họ tin rằng thời gian không chỉ là tiền bạc mà còn là một thứ hàng hóa sinh lời là cuộc sống là sinh mệnh và là tất cả để tận dụng tốt thời gian Người Do Thái sẵn sàng chi tiền cho bất cứ thứ gì có thể nâng cao hiệu suất, họ tin rằng miễn là họ mua được hiệu suất thì có nghĩa là họ đã mua được thời gian. Suy cho cùng, khi làm bất cứ điều gì, việc theo đuổi hiệu suất cao không chỉ giúp chúng ta có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian, mà còn có thể dùng khoảng thời gian ta vừa tiết kiệm để kiếm được một khoảng tiền nhiều hơn nó vốn có thể kiếm vào lúc ban đầu. Hơn nữa, tiền có thể kiếm lại, hàng hóa có thể được làm lại, nhưng thời gian một khi đã trôi qua thì không thể quay trở lại. Vì vậy, thời gian quan trọng hơn rất nhiều so với tiền bạc xấu. Dám mạo hiểm, người không dám mạo hiểm, định trước là một kẻ tầm thường. Đặc điểm lớn nhất của người Do Thái trong việc kiếm tiền là dám mạo hiểm, họ cho rằng người không dám mạo hiểm, suốt đời sẽ chỉ là một kẻ tầm thường. Trên thương trường, có thể nói người Do Thái là tổ tiên của việc đầu tư mạo hiểm, dám kiếm tiền lớn và chấp nhận rủi ro, đây là kỹ năng kiếm tiền ghê gớm nhất của người Do Thái khi không có tiền không có chống lưng học ngay tư duy bán chuối của người do thái lật thân không khó chỉ là bạn dám hay không câu chuyện bán chuối của người do thái tuy đơn giản nhưng ẩn chứa hai cách kiếm tiền tiền quan trọng như thế nào đối với một người người ta nói tiền là vật ngoài thân nhưng bao nhiêu người có thể coi tiền như rác thực tế cho thấy trong thời đại ham muốn vật chất quá mức như hiện nay mọi thứ từ nhu cầu thiết yếu của cuộc sống đến việc thực hiện ước mơ đều cần phải có tiền có thể nói tiền không phải là tất cả nhưng không có tiền thì không thể làm được gì vì vậy những người chưa bao giờ thực sự nghèo khó không thể đánh giá được tầm quan trọng của đồng tiền đối với một người bởi đối với hầu hết mọi người tiền là một nhu cầu thiết yếu của cuộc sống tuy nhiên thực tế thì luôn phũ phàng không ít người làm việc vô cùng chăm chỉ để có cuộc sống tốt hơn thậm chí cố gắng hết sức để kiếm tiền nhưng số những người thực sự trở nên dư giả lại chỉ có thể đếm trên đầu ngón ngay tại sao có những người lại khó trở nên giàu có thậm chí còn ngày càng nghèo đi đa phần là do họ chỉ biết đánh đổi thời gian của bản thân lấy tiền bạc mặc dù trong quá trình đó họ cũng có thể đạt được thứ gì đó nhưng quả thực rất khó để đạt được tự do về tài chính suy cho cùng tư duy nghèo là lý do cơ bản khiến bạn không kiếm được tiền vì vậy nếu hiện tại bạn đang ở xuất phát điểm thấp không có tiền và không có mối quan hệ đừng vội tuyệt vọng hay từ bỏ bản thân bài học về tư duy bán chuối của người do thái có thể sẽ mang lại cho bạn một số gợi ý và cảm hứng trước khi bàn về tư duy bán chuối của người do thái hãy nói xem bạn nghĩ gì về người do thái thực tế khi nói về người do thái nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những từ như giàu có khôn ngoan thông minh không thể phủ nhận rằng người do thái giỏi kinh doanh rất nhạy cảm với thời gian và con số không keo kiệt tiền bạc trong giáo dục họ đặc biệt coi trọng việc đọc sách chú trọng phát triển tư duy và trí tưởng tượng tin rằng kiến THC là món đầu tư tốt nhất. Và cũng chính vì có những quan niệm này, nên việc làm giàu và trở thành doanh nhân thành đạt của người Do Thái trở nên dễ dàng hơn. Người Do Thái có một câu chuyện như này. Nhân vật chính của chuyện, Dây Mơ, là một nhân viên bán hàng ở một cửa hàng hoa quả, vì rất nghiêm túc trong công việc và thông minh nhanh nhẹn. Nên anh được ông chủ hết mực yêu quý, vừa vào làm không lâu đã được thăng chức lên làm quản lý. Nhờ những phương pháp tiếp thị tuyệt vời của Dây Mơ, thường xuyên phát triển nhiều hoạt động ưu đãi khác nhau để thu hút khách hàng nên dưới sự quản lý của anh công việc kinh doanh của cửa hàng trái cây ngày càng phát đạt không chỉ tiếng tăm của cửa hàng trái cây được lan rộng ra mà những người dân lân cận cũng trở thành khách hàng thường xuyên nhưng không phải lúc nào cuộc đời cũng thuận buồm xuôi gió khi cửa hàng kinh doanh trái cây đang rất phát triển nhân viên vì bất cẩn nên đã để xảy ra hỏa hoạn tại kho chứa trái cây ngọn lửa thiêu rụi nhiều hàng hóa sau khi cứu hỏa kịp thời 15 thùng chuối trong hàng mới được giữ lại Tuy nhiên, do bị hun bởi lửa nên vỏ chuối thành ra có nhiều đốm đen nhỏ trông rất xấu xí. Dây mơ không còn cách nào khác là bán chuối, với giá thấp hơn so với ban đầu. Giá ban đầu 5 đô la trên 0,5 kg chuối đã giảm xuống còn 3 đô la. Nhưng khi nhìn thấy quả chuối, khách hàng không hề mua dù giá có giảm gần một nửa. Thấy vậy, dây mơ chỉ có thể tiếp tục giảm giá, nhưng vẫn không có ai chịu mua. Vì vậy, để bán được chuối càng sớm càng tốt, Dây đã nghĩ ra một phương pháp khác, anh nhận thấy chuối có mùi vị bình thường ngoại trừ phần vỏ xấu xí. Nên anh quyết định cắt chuối thành từng miếng, cho vào các khay trái cây cùng nhiều loại trái cây khác và bán theo khay. Dần dần, một số khách hàng cũng để ý tới, một vài hộp chuối cũng đã được bán thành công. Nhưng đáng tiếc là doanh số vẫn không đủ, dây mơ cảm thấy tốc độ bán chuối có thể không theo kịp tốc độ chuối hư hỏng. Trong lúc cấp bách, dây mơ nghĩ ra một kế hoạch khác, anh nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu nướng chuối. Sau khi chuối được nướng, mọi người sẽ chỉ tập trung vào việc chuối nướng có ngon hay không, không còn quá để ý tới vỏ chuối xấu xí nữa. Dây mơ ngay lập tức bắt tay vào làm. Bằng cách này trong mùa đông lạnh giá và khắc nghiệt, chuối nướng của dây mơ đã thu hút rất nhiều khách hàng. Và ai cũng thấy nó rất ngon, giá chuối nướng cũng từ từ tăng lên 6 đô la so với giá ban đầu là một đô la một miếng. Sau cùng, dây mơ đã kiếm được rất nhiều tiền nhờ món chuối nướng một. Dám đổi mới và phá bỏ tư duy cố hữu. Đại đa số mọi người đều là kiểu ngựa quen đường cũ, chúng ta quen dùng tư duy vốn có của mình để nhìn nhận và giải quyết vấn đề. Ngay cả khi gặp một vấn đề không giải quyết được, chúng ta vẫn không thể học cách linh hoạt, không thể phá vỡ những suy nghĩ vốn có. Người ta nói mọi con đường đều dẫn đến thành rôm, nếu con đường này không dễ đi, hãy chọn một con đường khác. Đừng giới hạn suy nghĩ của bạn. Thực tế, chìa khóa để trở nên giàu có không phải là chăm chỉ mà, là sự linh hoạt của bộ não của bạn vì vậy nếu bạn muốn trở nên giàu có, bạn phải dám đổi mới và cố gắng phá bỏ lối suy nghĩ cố hữu, học cách linh hoạt trong ý tưởng, chỉ có như vậy bạn mới có thể đặt ra được nền móng cho thành công không hai. Chuyển bị động thành chủ động. trong quá trình theo đuổi sự giàu có, trong vô thức nhiều người sẽ chọn cách trốn tránh khi gặp trở ngại, khó khăn hoặc thụ động chờ đợi cơ hội xuất hiện. tuy nhiên làm thế nào để chắc chắn rằng đó phải là cơ hội hay không? có một câu nói rằng cơ hội thường dành cho những người chuẩn bị sẵn sàng nếu bạn muốn kiếm tiền thay vì thụ động chờ đợi tốt hơn nên chủ động chỉ bằng cách đá phăng sự thụ động biến cơ hội kinh doanh và khách hàng thành thứ mà bạn có thể chủ động bạn mới có thể kiếm tiền hiệu quả hơn vì vậy học cách biến bị động thành chủ động biến bất lợi thành lợi thế là một tư duy có lợi đáng để học hỏi nói tóm lại khi bạn không có tiền và không có quan hệ và bạn đang tuyệt vọng thì cũng đừng vội từ bỏ Hãy học hỏi người do thái, dám đổi mới, phá bỏ lối suy nghĩ cố hữu, biết cách chuyển bị động thành chủ động, tự tạo cơ hội làm giàu phù hợp với mình và cuối cùng bạn sẽ gặt hái được thành quả. Hy vọng bài viết này có thể truyền cảm hứng và giúp ích cho bạn. Sân tiền của người do thái không sợ thiếu tiền, chỉ sợ thiếu thủ đoạn. Đối với người do thái là một kiểu quân tử thích tiền tài, nhưng cũng phải nói đến đạo nghĩa. Họ không từ thủ đoạn để kiếm tiền, nhưng thủ đoạn của họ trí tuệ và trong sạch. Họ có kiến thức rộng, phản ứng linh hoạt, phán đoán chính xác, vì thế họ sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội kiếm tiền nào bay vụt ngang. Kể cả những người do thái phục vụ trong quân đội, họ cũng sẽ không từ bỏ ý định kiếm tiền. Họ luôn tìm mọi cơ hội để kiếm tiền, thậm chí họ còn tinh vi sử dụng các trại quân sự như một nơi tốt nhất để cho vay với lãi suất cao. Vì sao họ lại lợi hại đến thế? Dưới đây là 11 thuật kiếm tiền tinh vi của người Do Thái, đọc xong nhất định sẽ giúp bạn khai sáng rất nhiều một thuật săn tiền mỗi ngày không ngừng đào mỏ vàng bằng cả hai tay đồ trang sức đắt tiền kim cương và đồ trang sức bằng vàng là những thứ xa xỉ mà chỉ những người giàu có mới có thể mua được vì giàu có nên họ muốn mua những thứ đó để thể hiện địa vị của mình do đó họ sẽ không quan tâm nhiều đến giá cả ngược lại nếu giá món hàng quá thấp sẽ khiến họ nghi ngờ các nhà kinh doanh do thái có góc nhìn ngược lại với chiến lược tiếp thị lời ít nhưng số lượng sản phẩm bán ra nhiều chính là vì lý do này họ cho rằng lợi nhuận từ việc bán ba mặt hàng chỉ bằng lợi nhuận từ việc bán một mặt hàng tại sao không dùng cách thứ hai nếu bạn bán nhiều mặt hàng với giá thấp trong một thời gian ngắn thị trường sẽ bị bão hòa khi đó dù bạn có muốn bán nhiều hơn nữa thì cũng chẳng ai muốn mua lợi nhuận sẽ ít hơn rất nhiều so với lợi nhuận của những người bán giá cao đồng thời cũng hủy đi tiềm năng của thị trường hai thuật tranh tiền biến cơ hội thành của cải dù là cơ hội kiếm một đô la tôi cũng không bỏ qua trong cách kiếm tiền của người Do Thái, có một quy tắc nổi tiếng rằng, ngay cả một đô la cũng không được bỏ. Có thể thấy, người Do Thái rất thực tế, họ chia cái chỉnh thể thành nhiều mảnh nhỏ. Tích tiểu thành đại, điều này giúp họ có thể đánh bại một đối thủ mạnh mẽ vào phút 93. Hoặc thắng tiền, lấy tiền từ túi người khác. Muốn lấy tiền từ túi người khác, có ba cách. Một, trước hết phải học cách lấy được tiền trong ví của phụ nữ tương tự như thế nếu các doanh nhân cố chấp làm điều ngược lại đó là cứ nhắm vào nam giới mà kiếm tiền thì việc kinh doanh nhất định sẽ thất bại vì công việc của đàn ông là kiếm tiền nhưng kiếm tiền không có nghĩa là nắm giữ hay sở hữu tiền quyền tiêu thụ tiền vẫn là nằm trong tay phụ nữ hai con người coi cái ăn là của trời cho nên ăn là ngành kinh doanh lớn nhất trên thế giới sau hàng ngàn năm thử nghiệm lặp đi lặp lại các doanh nhân do thái kết luận rằng miệng cũng là một trong những mặt hàng có lợi nhuận cao nhất Muốn giỏi kiếm tiền, bạn nên nắm vững kỹ thuật này, hãy giỏi đào tiền từ miệng khách hàng. Ba, cái gì càng phổ biến thì càng có nhiều tiền để cho bạn kiếm. Đây là chiêu kiếm tiền mà người Do Thái rất trọng dụng, nên họ thường lợi dụng tâm lý hướng thượng của mọi người một cách tinh tế để thao túng xu hướng thị trường bốn. Thuật đổi tiền, hãy để tiền làm việc. Làm thế nào để sử dụng số tiền trong tay của bạn đây là một câu hỏi từ một trường đại học kinh doanh của người Do Thái. Cách hoạt động của thuật này chính là không gửi tiết kiệm, phải để cho đồng tiền được luân chuyển, vận hành. Hầu hết mọi người đều có tâm thái tiết kiệm tiền vì nó an toàn, tiền của họ sẽ không bị giảm đi. Người do thái thì không như thế, đối với họ, sự không giảm đi chính là biến thể của thua lỗ vì đồng tiền qua thời gian sẽ bị xuống giá. Chỉ có một đồng tiền chăm chỉ mới có thể giúp bạn hoán đổi được một mệnh giá cao hơn năm. Thuật đầu tư tiền sau khi nhắm chuẩn rồi thì hãy lập tức phóng tiền ra mọi quyết định đầu tư của người do thái đều do lợi nhuận chi phối trong cuộc chiến này chiếc chìa khóa giúp doanh nhân chiến thắng nằm ở việc ra quyết định đúng đắn có ba yếu tố giúp bạn đánh phát nào là chúng phát đó một là biết địch biết ta nắm bắt kịp thời xu hướng thị trường và nhu cầu của người tiêu dùng sau đó đánh trước để chiếm lĩnh thị trường thứ hai là phát huy điểm mạnh khắc phục điểm yếu của bản thân phải giỏi đột kích bất ngờ để giành phần thắng Thứ ba là đánh giá tình hình và nắm bắt kịp thời mọi cơ hội sinh lời trên thị trường, chủ động tấn công sáu. Thuật tiết kiệm tiền, hãy tiết kiệm thời gian. Chỉ hoãn công việc của ngày hôm qua là điều đáng xấu hổ nhất trên đời. Người do thái rất coi trọng thời gian, họ thường tính thời gian bằng giây khi làm việc, và mỗi giây đều có giá trị. Khi giờ làm việc đã được quy định, thì họ sẽ tuân thủ rất nghiêm ngặt. Ngay sau khi trường tàn ca reo, dù cho họ có thể hoàn thành tập tài liệu trong 10 giây nữa hay 10 từ nữa thì họ cũng sẽ ngừng đánh máy và rời khỏi bàn làm việc ý thức mạnh mẽ về thời gian giúp nâng cao hiệu quả công việc của họ do đó lãng phí thời gian là một việc rất đáng xấu hổ tương tự như lãng phí tiền bạc bảy thuật quản lý tài chính hãy quan tâm nhân viên của bạn cách quản lý tài chính của người do thái thức tỉnh các doanh nhân rằng công ty của bạn giống như một đội ngũ nhỏ được hợp thành từ rất nhiều loại người khác nhau tất cả đều có kỹ năng riêng là một người sếp bạn cần phải biết rõ đặc điểm năng lực thậm chí cả tính cách của cấp dưới để có thể khai thác tối đa tiềm năng bên trong của họ chỉ bằng cách tưởng tượng như chẳng liên quan này sẽ giúp công ty của bạn có thể phát triển vượt trội tám thuật bảo vệ tiền không dễ dãi người do thái có các quan điểm của riêng họ họ cho rằng việc nộp thuế là một khế ước vô hình giữa bản thân và nhà nước dù có chuyện gì xảy ra thì cũng không được phá vỡ hợp đồng này tuy nhiên không bao giờ trốn thuế không có nghĩa là họ sẽ sẵn lòng giao nộp các loại thuế vô lý chín Thuật đòi tiền, xem người gọi món. Các doanh nhân do Thái hoàn toàn hiểu rằng một món ăn không thể mang đi phục vụ cho tất cả mọi người, vì chẳng ai là giống nhau cả. Gặp người như thế nào thì phải làm cho họ món ăn như thế ấy, giống như gặp Phật thì mặc áo cả sa, gặp ma thì mặc áo giấy vậy. Khi giao dịch với các con nợ, nên nhìn họ gọi món để biết rõ hơn về bản chất của họ, sau đó việc nghĩ ra các chiến lược đòi nợ phù hợp cũng sẽ dễ dàng hơn mười. Thuật dùng tiền, số tiền nên tiêu thì nhất định phải tiêu. Người Do Thái tin rằng dục vọng giống như cỏ dại, chỉ cần có khoảng đất trống thì nó sẽ bén rễ và sinh sôi, khoảng đất trống ấy chính là ham muốn. Ham muốn là vô tận, nhưng thứ có thể khiến bạn thỏa mãn lại quá ít. Mọi người cần xem xét kỹ lại các thói quen sinh hoạt của mình, nên tiêu thì tiêu, không quá cần thiết thì tuyệt đối không tiêu. Có câu, tiêu một đồng thì phải phát huy tối đa 100% tác dụng của một đồng đó. 11. Thuật đàm phán tiền, cắn đồng tiền trong miệng. Khi bàn về giá cả trong một cuộc đàm phán, người Do Thái sẽ rất nghiêm túc. Đối với tất cả các vấn đề có liên quan đến tiền thì họ luôn nghiêm túc mà suy nghĩ. Họ sẽ không ẩm ở hay lúng túng, thậm chí là miệng họ còn hoạt động liên tục không ngừng nghỉ, vì thế khả năng phát sinh những cuộc tranh cãi gay gắt là điều khó tránh khỏi. Lý trí của họ đủ để chiến thắng tất cả, khi ở điểm mấu chốt của quyền lợi, thể diện tính là cái gì chứ? Đáng giá bao nhiêu tiền? Vì vậy, việc bạn từ bỏ cuộc đàm phán hay lãng phí thời gian để chỉ hoãn cuộc đàm phán chỉ vì thể diện là điều không đáng. Để đạt được mục đích tranh giành quyền lợi, người Do Thái rất giỏi gây áp lực cho đối thủ. Trí tuệ kiếm tiền đi trước thời đại của người Do Thái. Thay vì tiết kiệm, thử 12 bí quyết này giúp túi tiền nhanh đầy và tiết kiệm kha khá thời gian. Người Do Thái đức kết được kinh nghiệm và trí tuệ kiếm tiền phong phú. Điều này thể hiện trong thuật kiếm tiền của họ. 1. Phục vụ phụ nữ Phương pháp kinh doanh của người Do Thái cho rằng nếu muốn kiếm tiền thì đối tượng nên nhắm đến đầu tiên chính là phụ nữ, bởi vì đàn ông kiếm tiền còn phụ nữ thì tiêu tiền. Điều này rất đúng với thực tế, phụ nữ không chỉ mua sắm kim cương, trang sức, vàng bạc, quần áo và các phụ kiện khác, mà đồ ăn, vật dụng trong nhà cũng hầu hết do phụ nữ đảm nhận. Vì vậy, quan tâm nhiều hơn đến thị trường nữ giới để phục vụ họ là con đường màu mỡ giúp các doanh nhân đạt được thành công hay. Vì tiền có thể bôn ba tứ phương vì tiền có thể đi tứ phương là đặc tính bẩm sinh của người do thái bởi vì người do thái đã không có quốc gia trong một thời gian dài điều này khiến họ trở thành công dân của toàn thế giới ngay từ khi vừa sinh ra một phần nữa là vì các doanh nhân do thái không muốn cố định ở một thị trường điều này cũng khiến họ trở thành một nhà kinh doanh bôn tẩu doanh nhân do thái đi từ nam ra bắc từ tây sang đông tiếp xúc rộng rãi buôn bán lớn nhỏ đủ loại Tiếp thị cũng là nghề đi tứ phương để kiếm tiền, trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày nay, việc buôn bán nên được phân bổ nguồn lực cho thị trường toàn cầu. Kinh doanh mọi hướng, kiếm tiền từ mọi phương ba. Quy tắc 7822 Quy tắc 7822 là quy luật tự nhiên, ví dụ 22% các ngành như quần áo, ăn uống, xây dựng, đồ trang sức, y học, về cơ bản chiếm khoảng 78% phí tiêu dùng sinh hoạt. Vì thế, các lĩnh vực kinh doanh truyền thống của người Do Thái đa số đều tập trung vào ăn uống, quần áo, VV v đặc biệt là các sản phẩm dành cho phụ nữ và trẻ em. Đàn ông kiếm được 78% số tiền trên thế giới và phụ nữ thì tiêu thụ 78% số tiền của thế giới. Quy tắc 7822 cũng phổ biến trong hoạt động marketing, chẳng hạn 22% khách hàng tạo ra 78% lợi nhuận của công ty, 22% sản phẩm là sản phẩm cốt lõi của công ty vv vì vậy trong hoạt động tiếp thị chỉ cần có thể nắm bắt được sản phẩm và khách hàng chủ lực các doanh nhân có thể nâng cao hiệu quả và cải thiện doanh thu lên rất nhiều lần bốn kinh doanh miệng kinh doanh miệng tức là kinh doanh liên quan đến ăn uống người do thái chủ trương kinh doanh cửa hàng rau cửa hàng cá nhà hàng cửa hàng tạp hóa cửa hàng trái cây v v nó chính là cái cây để bạn hái ra tiền nên nhắm vào các dịch vụ ăn uống bởi vì ăn uống là một trong những nhu cầu cơ bản nhất của con người thời đại phát triển kéo theo nhu cầu ăn uống của khách hàng cũng ngày một nâng cao vì vậy đây sẽ là ngành tiềm năng một mỏ vàng cho những người thông minh phát hiện ra nó nằm sử dụng trí tuệ để kiếm tiền các doanh nhân do thái đề cao trí tuệ trong tất cả các hoạt động kinh doanh của họ người càng giàu thì có nghĩa là họ càng thông minh theo cách này tiền đã trở thành thước đo của trí tuệ chỉ khi trí tuệ được chuyển hóa thành tiền thì mới có thể là trí tuệ sống chỉ khi tiền được chuyển thành trí tuệ thì mới có thể là tiền sống tiền và trí tuệ là hai thứ không thể tách biệt trong kinh doanh tiếp thì cũng cần sử dụng bộ não để suy nghĩ và phân tích hành vi của người tiêu dùng chỉ khi nắm bắt được thị hiếu của khách hàng nhà sản xuất mới có thể làm ra những sản phẩm đáp ứng yêu cầu và có chỗ đứng trên thị trường sáu hãy kiếm tiền thay vì tiết kiệm của cải là thứ mà chúng ta kiếm được chứ không phải nhờ vào sự tiết kiệm mà có muốn lợi nhuận cao thì vốn đầu tư cũng phải nhiều đó là điều cơ bản Ví dụ, trong khi giữ chân khách hàng cũ thì chúng ta cũng phải đồng thời tìm kiếm lượng khách hàng mới. Khi đó chúng ta sẽ tốn tiền cho quảng cáo, nâng cao nhận thức và uy tín thương hiệu thông qua các sự kiện về về. Những thứ này sẽ ngốn khá khá tiền vốn của doanh nghiệp, nhưng lợi nhuận sau đó mà họ nhận lại cũng sẽ không ít cũng như bạn thường nghe câu đốt tiền cho quảng cáo là thế. Tuy nhiên cũng đừng vung tay quá chán trong việc chi tiêu cho các hoạt động marketing, hãy cân bằng giữa cái nên tiêu và không nên tiêu bảy. Thời gian là vàng bạc một trong những châm ngôn kinh doanh của người do thái là đừng đánh cắp thời gian phương châm này vừa là phương châm kiếm tiền vừa là phương châm thể hiện sự lịch sự trong kinh doanh của người do thái cái gọi đừng đánh cắp thời gian là để nhắc nhở rằng người do thái không được cản trở một giây một phút nào của người khác cũng như là của chính mình đối với người do thái thời gian là cuộc sống sinh mệnh và là tiền bạc ở một góc nhìn khác nó còn có ý nghĩa là nắm bắt từng phút giây để không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội kinh doanh nào tám dựa vào thông tin để nắm bắt cơ hội trước trung tâm thương mại là nơi mà tất cả các doanh nghiệp đều có cơ hội ngang nhau trong cùng một điều kiện ai đi đầu biết nắm bắt thời cơ đánh trước thì sẽ là người chiến thắng trong các hoạt động tiếp thị cũng vậy nên chủ động tìm hiểu và phân tích thị trường không nên ỉ lại mà trần trừ bị động chín uy tín là nền tảng thứ mà người do thái quan tâm nhiều nhất trong kinh doanh chính là hợp đồng trong giới kinh doanh toàn cầu các doanh nhân do thái nổi tiếng với sự uy tín và giữ lời hứa một khi người do thái đã ký hợp đồng cho dù có chuyện gì xảy ra họ cũng sẽ không bao giờ phá vỡ hợp đồng họ tin rằng lời hứa là một thỏa thuận với thượng đế và bởi vì người do thái hầu như đều tuân thủ lời hứa nên họ thường thậm chí không cần hợp đồng khi làm ăn với nhau lời hứa bằng lời nói cũng đủ ràng buộc bởi vì chúa đã nghe chúng trong hoạt động tiếp thị cũng cần phải chính trực tuân thủ luật chơi thiết lập mối quan hệ hợp tác tin cậy lẫn nhau với các bên liên quan gây ấn tượng với khách hàng bằng sự chân thành và lấy uy tín làm nền tảng mười có khả năng tích hợp tốt các nguồn lực. Như nhà kinh tế học người do Thái William Jackson đã nói, mọi thứ đều có thể vay được, bạn có thể vay vốn, tài năng, công nghệ và trí tuệ. Thế giới này đã chuẩn bị tất cả các nguồn lực bạn cần, tất cả những gì bạn phải làm là thu thập chúng và sử dụng trí tuệ, để kết hợp chúng và tạo ra sản phẩm của riêng mình 11. Đứng cao để nhìn xa. Người do Thái quan niệm rằng nên nhìn càng rộng càng tốt, tư duy càng xa thì thành công càng lớn, chân không tới được nơi đó. Thì mắt phải tới được, mắt không tới được thì tim phải tới được. Có thể thấy điều quan trọng ngày nay không phải là cái lợi trước mắt, những người giàu thường thụ sẽ đầu tư vào những thứ dài hạn và có thể mang lại kết quả lâu dài 12. Đàm phán tạo ra giá trị, một câu chuyện kinh điển được lưu truyền rộng rãi trong dân tộc Do Thái rằng có người đưa một quả cam cho hai đứa trẻ, hai đứa trẻ tranh cãi nhau về cách chia quả cam, lúc này người đó đưa ra đề xuất mỗi đứa hãy lấy nửa quả, kết quả là hai đứa trẻ lấy cam rồi vui vẻ về nhà đứa thứ nhất về nhà lấy hết muối của quả cam ném đi chỉ chừa lại vỏ cam để xay rồi trộn với bột làm thành bánh đứa thứ hai thì bỏ vỏ và ăn hết muối cam từ tình huống trên ta thấy tuy hai đứa mỗi người được một nửa bằng nhau nhưng có vẻ các bé đều đã không tận dụng hết được lợi ích của quả cam điều này cho thấy vì chúng đã không thảo luận và đàm phán trước với nhau chỉ mù quáng theo đuổi sự công bằng về hình thức và vị trí dẫn đến lợi ích của cả hai bên không được tối đa hóa trong kinh doanh cần tăng cường giao tiếp đàm phán để tạo ra giá trị tối đa và đạt được kết quả win-win. Ba cái nhất của dân tộc do Thái được cả thế giới thèm muốn, tài sản có thể trở về số không nhưng kiến thức phải ngày càng mở rộng. Dù ở bất kỳ đâu, người do Thái vẫn tỏa ra khí chất khác người. Dân tộc được chúa chọn. Trong suốt chiều dài lịch sử hơn 4.000 năm, điều đã vực dậy tinh thần và khiến họ quyết liệt đấu tranh giành lại sự độc lập. Giàu có sau bao nhiêu cuộc thiên di, nạn diệt khủng khiếp chính là nhờ đức tin mang tên dân tộc được chúa chọn, tiếng Anh, du át giờ châu Khái niệm tôn giáo trong đạo do thái giáo này nói về việc người do thái được tuyển chọn để ký kết giao ước với chúa. Người do thái được sự sách nhân loại ghi chép là chủng tộc có tôn giáo sớm nhất ở phương Tây. Mỗi người do thái đều phải đọc cuốn ta mất, nó được coi là nguồn gốc trí tuệ của người, do thái vì hàm chứa rất nhiều trí tuệ về sinh tồn, tài phú. Sức khỏe, giao tiếp xã hội, Ta mất có nghĩa là nghiên cứu và học hành, là kinh thánh trần của người Do Thái, do hơn 2.000 sư phụ Do Thái và các nhà khoa học Do Thái biên soạn, chỉnh lý trong khoảng thời gian từ thế kỷ thứ hai đến thế kỷ thứ sáu. Đức tin và sự đồng lòng của một dân tộc đã giúp họ, dù cách xa nhau ngàn vạn cây số và sống trong những điều kiện rất khác biệt, các cộng đồng vẫn duy trì kết nối trong suốt thời kỳ Trung Cổ và tiếp tục trong giai đoạn hiện đại, ở nhà của người Do Thái. Dù ở bất kỳ đâu thì người ta cũng có dấu ấn của dân tộc mình khi mọi nhà đều gắn trên thanh dọc khung cửa đồ trang trí gọi là mu dơ dơ ơ hoặc bằng talit, chiếc khăn tròn được thiết kế riêng cho những người cầu nguyện. Chính điều này đã nhắc nhở dân tộc, do thái ý thức về từng tồn tại một quốc gia độc lập của người. Do thái với những nét văn hóa riêng biệt, thôi thúc họ hiện thực hóa khát vọng phục quốc, dân tộc trí tuệ nhất, ta mất cho rằng, học tập là hành vi thánh thiện nhất, là nguồn gốc của đạo đức tốt đẹp sự thành kính thiện trí ôn hòa thanh nhã của một con người đều là kết quả của nền giáo dục nên mọi người do thái cho rằng người thầy vĩ đại hơn đức vua với dân tộc do thái trí tuệ và tri thức chính là đích đến của mỗi người không phân biệt độ tuổi giới tính ai cũng có quyền đọc sách để đạt được tri thức người do thái coi sách chính là kho vàng khơi dậy sức sáng tạo cùng khả năng tư duy của con người để rồi từ đó hình thành nên trí tuệ thứ được coi còn quý hơn cả tri thức Tri thức là sự thật tồn tại khách quan của vạn vật xung quanh, còn trí tuệ là đem sự tồn tại khách quan của vạn vật tiến hành tổng hợp ra một phương án tốt nhất để giải quyết vấn đề. Nhờ vào sách ta nhận được tri thức, nhưng sau đó phải biết suy xét, kiểm chứng, chiêm nghiệm về tri thức nhận được để tìm ra cách giải quyết các vấn đề và hành động. Khi đã vận dụng được tri thức thì ta có được trí tuệ. Nghiên cứu kinh tờ lờ không chỉ giúp người Do Thái am hiểu về lịch sử dân tộc, duy trì bản sắc, tiếng nói mà còn giúp họ nâng cao trình độ giáo dục hình thành năng lực tự học và tư duy phản biện trong mỗi ngôi nhà của người do thái thường có truyền thống đặt tủ sách ở đầu giường nhằm bày tỏ thái độ tôn kính với sách và cũng để đọc sách thường xuyên hơn nhờ có học tập nhờ có tri thức nhờ có sách mà người do thái vô gia cư đi đến đâu cũng đều có thể sinh tồn được thậm chí còn trở nên mạnh mẽ hơn dân tộc sáng tạo và cả gan nhất ngay từ nhỏ trẻ em đã được thường xuyên khuyến khích đưa ra ý tưởng riêng khác biệt thậm chí vượt ra ngoài những khuôn mẫu thông thường hay tranh luận với người lớn Tại các trường phổ thông ở Israel, họ không sử dụng hệ thống sách giáo khoa, mà thay vào đó, họ áp dụng phương pháp học tập đại học để cao tinh thần dân chủ phản biện. Đặc biệt, người Do Thái sở hữu một báu vật được cả thế giới săn đón mang tên tinh thần hút tơ bơ, được tạm hiểu là sự táo bạo, gai góc, trắng trợn, thần kinh, vô liêm sỉ mà không ngôn từ nào có thể yêu tả chính xác. Người nước ngoài coi đó là sự cả gan bất thường nhưng với người ít con người mà trầm lặng sẽ có nguy cơ bị tụt hậu. Dù là ở nhà riêng, trên giảng đường hay trong quân đội, người ít diêu có câu châm ngôn, hay người ít xa nên, ba ý kiến để nói về cá tính thẳng thắn thái quá đã khiến nhiều người không dễ có thiện cảm với họ. Tuy nhiên, những ai không cầu nệ sẽ thấy ở họ sự chân thành khó kiếm được trên hầu hết các quốc gia khác. Ra đường, người bản địa thoải mái hỏi về thu nhập của người khác, khoe mẽ số tiền họ kiếm được hay căn nhà họ mới mua. Thậm chí, khi ra đường, nếu thấy bà mẹ nào đó cho con mình ăn mặc không phù hợp với thời tiết, họ cũng không ngại lên tiếng. Tinh thần hút tờ bơ tồn tại ở mọi người con do thái khiến họ đấu tranh không khoan nhượng, sẵn sàng đưa ý kiến lên cấp cao hơn thay vì ngoan ngoãn chấp nhận mọi mệnh lệnh từ trên truyền xuống. Những hành động táo bạo và mạnh mẽ này khiến nhiều người Mỹ phải bất ngờ. Khi nhìn thấy người Israel bước ra từ phòng họp mà mặt ai cũng đỏ bừng vì la hét, người Mỹ đã cảm thấy sốc còn người Israel thì vui vẻ đáp, chẳng có gì hết. Chúng tôi đã đạt được vài kết quả tốt đẹp. Ở Israel, trong doanh nghiệp không có chuyện nói xấu sau lưng vì những gì cần nói họ đã nói thẳng trước mặt cả rồi. Bất cứ ai cũng luôn biết mình đang đứng ở vị trí nào và từ đó tránh được việc mất thời gian cho những thứ nhảm nhí không cần thiết. Ở đất nước này, mọi chuyện đều dễ dàng hơn khi sự lịch thiệp trở nên không quá quan trọng. Quản lý năm nhân viên người Israel khó khăn hơn 50 người Mỹ. Người Israel luôn thử thách bạn mọi lúc, Bắt đầu bằng những câu hỏi như tại sao ông lại làm sếp của tôi, tại sao tôi không phải là sếp của ông, David Berlomter chia sẻ. Kết quả của những cái nhất, thành tựu vượt bậc của đất nước Israel nơi người, do thái sống đông đảo nhất tồn tại trên cả ba lĩnh vực, nên nông nghiệp Israel là nơi cung cấp lương thực cho miệng ăn của thế giới. Ngành khoa học, công nghệ là nơi hội tụ tư duy của thế giới còn ngành tài chính thì giống như túi tiền của thế giới. Nhờ tinh thần hút tơ bờ, với dân số khiêm tốn chỉ chiếm khoảng 0,2% tổng dân số thế giới nhưng, người Do Thái đã đạt được 22% trong tổng số giải Nobel trong rất nhiều lĩnh vực. Từ một nơi cằn cỗi, Israel trở thành một nước có nền nông nghiệp năng suất và hiệu quả nhất thế giới, đem về trung bình 3,5 tỷ USD mỗi năm từ xuất khẩu nông nghiệp. Từ một nền kinh tế lạc hậu theo đường lối bán tập trung, Israel gồng mình trở thành một siêu cường về công nghệ cao là thung lũng Silicon cường ở Trung Đông và có nhiều công ty công nghệ khởi nghiệp và thu hút vốn đầu tư mạo hiểm cao hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới. Sự phát triển của văn hóa kinh doanh đặc biệt tại Israel đã khiến số lượng doanh nghiệp tại đây có tên trên sàn chứng khoán nát đắt nhiều hơn tất cả các công ty châu Âu cộng lại. Vì sao người do thái giỏi làm giàu, bất ngờ trước nguyên tắc tiền chỉ là sản phẩm thứ yếu, thứ quan trọng hơn là điều này. Dân tộc do thái được biết đến với trí tuệ hàng đầu thế giới. Không chỉ có vậy, họ cũng là những người sở hữu lượng tài sản hơn nhiều lần các dân tộc khác, bí quyết nào giúp họ đạt được điều đó? Ta đều biết tiền là dòng máu của xã hội, nếu dòng máu đó ngừng lưu thông, toàn bộ nền kinh tế và cả thế giới sẽ chững lại. Tiền đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của mỗi người, dù có người yêu và cũng có người ghét. Quan trọng là thế, nhưng hầu hết mọi người đều phải vật lộn với tiền. Lấy ví dụ, 59% người Mỹ thừa nhận chỉ đủ sống với mức lương hiện tại, 66% thế hệ trẻ hiện nay nghĩ rằng bản thân đang lạc lối khi kiếm tiền và tiết kiệm. Tình hình đó đặt ra câu hỏi, chúng ta có thực sự hiểu hết mọi thứ về tiền không? Có nắm bắt được bản chất không? Và rằng nhận thức hiện tại của chúng ta về tiền là đúng hay sai? Tại sao một số người rất giàu trong khi những người khác lại nghèo? Tại sao cộng đồng người Do Thái thường sẽ giàu có hơn các cộng đồng khác trong cùng một quốc gia? Hãy cùng tìm hiểu bản chất của tiền bạc, theo quan điểm của người Do Thái và những bí mật đằng sau thành công tài chính của họ. Quan trọng hơn, hãy tự xác định bài học từ các nguyên tắc làm giàu của dân tộc này để phát huy khả năng kiếm tiền thực sự của bản thân. Nguyên tắc tài chính của người Do Thái Theo một nghiên cứu do nhà xã hội học Lisa Akiter thực hiện, những người Do Thái là những người tích lũy được nhiều của cải nhất trên đất Mỹ. Trong suốt lịch sử, điều này cũng đúng với hầu hết các quốc gia có người Do Thái cư trú vẫn có những người do thái nghèo, nhưng xét tổng thể về dân số, họ giàu có về tài chính hơn bất kỳ cộng đồng nào khác. Chính niềm tin, hay nói cách khác là nguyên tắc tài chính của dân tộc này, đã giúp họ làm nên điều đó, người do thái tin rằng chỉ cần có niềm tin. Mọi người đều có thể kiếm tiền và đó là một việc làm hoàn toàn chính đáng. Một mặt khác của quan điểm này chính là, không ai có thể làm việc gì thành công nếu khi thực hiện họ cảm thấy băn khoăn về mặt đạo đức. Cụ thể hơn, nếu là một con người rẻ rặt và nghĩ rằng kiếm tiền là lấy đi của người khác, khiến bản thân không thoải mái thì bạn sẽ không bao giờ kiếm tiền giỏi cách người do thái suy nghĩ về việc kinh doanh một trong những niềm tin khác làm cơ sở cho thành công tài chính của người do thái chính là suy nghĩ bản chất của kiếm tiền là phục vụ người khác và đó mới là điều quan trọng niềm tin này được thể hiện trong kinh sách cổ của người do thái nói cách khác người do thái có niềm tin sâu sắc rằng bằng cách phục vụ những người xung quanh họ đang làm cho chúa hạnh phúc vì phục vụ người khác cũng là phụng sự chúa và mọi công việc kinh doanh đều hướng tới việc đó niềm tin của người Do Thái chính là bài học cho chúng ta. Dù ta đang thực hiện bất cứ hoạt động kinh doanh gì, sẽ luôn có khách hàng đang hưởng lợi. Vì vậy, nếu muốn kiếm được nhiều tiền hơn hoặc phát triển doanh nghiệp, cần phục vụ tốt hơn, nhiều hơn. Tiền chỉ là sản phẩm thứ yếu, xếp sau dịch vụ chất lượng, nhận thức đúng đắn về tiền. Nhiều người nghĩ tiền bạc là thứ ta có thể kiểm soát, nhưng thực tế không phải vậy. Ví dụ, một người đang gặp khó khăn về tài chính tức là người ấy đang không thể kiểm soát đồng tiền. Mặc dù không thể làm chủ đồng tiền, ta vẫn có thể làm chủ ý niệm của mình về nó. Hầu hết mọi người đều hiểu sai hoặc hiểu rất mơ hồ về tiền. Chính bởi suy nghĩ mơ hồ đó, khi gặp khó khăn về tài chính, người ta sẽ phản nàn rằng xã hội không công bằng. Kiểu như tôi không được trả lương đúng tầm, tôi làm việc chăm chỉ hơn nhiều so với những triệu phú này mà vẫn chưa giàu. Bản chất đúng đắn ở đây, tiền không được trả dựa trên mức độ làm việc chăm chỉ. Nó được trả dựa trên tác động hoặc giá trị mà công việc mang lại. Điều này giải thích tại sao một số người kiếm được nhiều tiền hơn cho một bài đăng trên Instagram so với mức lương cả năm của người khác. Đó là vì bài đăng đó tạo ra tác động lớn hơn. Ví dụ như Jeff Bezos, nhà sáng lập Amazon, không kiếm nhiều tiền vì làm việc 12 giờ một ngày, mà được trả hàng tỷ USD vì Amazon tạo ra một lượng giá trị khổng lồ bằng cách giải quyết các vấn đề của hàng triệu người mua sắm. Kiếm tiền như thế nào? Kiếm tiền là một việc làm đàng hoàng, có đạo đức và ngay thẳng vì vậy hãy kiếm tiền nhiều nhất có thể bằng cách tạo ra dịch vụ tốt nhất cho những người cần một cách quang minh chính đại hãy nhớ rằng ta không làm hại bất kỳ ai qua việc lấy tiền từ dịch vụ của mình đó là một giao dịch kinh tế bình thường giữa bên cầu và bên cung càng cung cấp dịch vụ tốt hoặc giải quyết được vấn đề lớn thì càng có thể thu được nhiều tiền từ người khác kiếm tiền là quyền của bạn trả tiền là nghĩa vụ của họ nhắc lại hãy kiếm tiền bằng cách phụng sự mọi người hãy làm cho cuộc sống của mọi người trở nên tốt đẹp hơn và tiền sẽ tự động chảy vào túi. Theo Investor, ba người Do Thái ở cùng nhau có thể thay đổi cả thế giới, nhà tù lớn nhất trên thế giới này. Chính là cách suy nghĩ cố hữu của con người, Năm chuyện ngắn sau đây ẩn chứa phương thức tư duy đỉnh cao của người Do Thái, hãy đọc và tận dụng chúng cả đời. Có một câu nói như thế này, ba người Do Thái cùng nhau, họ có thể thay đổi thế giới. Từ lâu, người Do Thái đã được mệnh danh là những doanh nhân hàng đầu trên thế giới. Theo thống kê, người Do Thái chiếm một nửa số doanh nhân giàu nhất thế giới và chiếm 40% trong các gia đình giàu có ở Hoa Kỳ. Nhiều người tỏ bỏ, điều gì đã khiến người Do Thái đạt được những thành tựu đáng kinh ngạc như vậy? Trong tà mớp, kinh thánh về cuộc sống của người Do Thái, có ghi lại rằng mỗi đứa trẻ Do Thái, trong quá trình lớn lên, sẽ được hỏi một câu hỏi. Nếu một ngày ngôi nhà bị cháy, bạn sẽ đem theo gì khi trốn chạy? Nếu đứa trẻ nói muốn lấy một số đồ vật có giá trị, người mẹ sẽ nói với chúng. Con à, thứ mà con nên lấy đi không phải là tiền, cũng không phải kim cương, mà là kiến tệ HC của con. Cách suy nghĩ của con, năm chuyện ngắn sau đây ẩn chứa phương thức tư duy đỉnh cao của người Do Thái, hãy đọc và tận dụng chúng cả đời không một. Người đi vay khó hiểu. Một người Do Thái bước vào một ngân hàng ở New York và nói với người quản lý khoản vay, tôi muốn vay một số tiền. Người quản lý hỏi, ngài muốn vay bao nhiêu? Một đô la. Được chứ? Tất nhiên ạ, à, chỉ cần có bảo đảm, vay thêm cũng không sao. Người Do Thái lấy một đống cổ phiếu, trái phiếu chính phủ, từ trong ví ra và để trên bàn của người quản lý. Tổng cộng là 500.000 đô la, những bảo đảm này đã đủ chưa? Chắc chắn rồi. Nhưng ngài thực sự chỉ đang vay một đô la thôi sao? Đúng vậy. Nói xong, người Do Thái cầm lấy đồng một đô la lãi hàng năm là 6%. Chỉ cần ngài trả lãi suất 6% và trả lại sau một năm, chúng tôi có thể trả lại những cổ phiếu này cho ngài. Cảm ơn. Người Do Thái nói xong liền chuẩn bị rời khỏi ngân hàng. Giám đốc chi nhánh, người đã theo dõi câu chuyện từ đầu, không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Vì vậy, ông vội đuổi theo và nói với người Do Thái. À, thưa ngài, tôi có chút không hiểu, ngài có 500.000 đô la, tại sao lại chỉ vay 1 đô la? Nếu ngài muốn vay 300.000 đô la hoặc 400.000 đô la, chúng tôi rất sẵn lòng. Người Do Thái cười và nói. Xin đừng lo lắng cho tôi, trước khi đến ngân hàng của anh, tôi đã hỏi một số ngân hàng và kết an toàn của họ rất đắt. Vì vậy, tôi sẽ gửi số cổ phiếu này vào ngân hàng của anh. Giá thuê thực sự rất rẻ, chỉ 6 xu một năm. Cảm ngộ, trong kinh dịch có một câu nói, dị cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cửu. Có nghĩa là nghèo quá thì thay đổi, thay đổi được áp thông đạt, thông đạt rồi sẽ dài lâu. Trong cuộc sống, không chỉ có một cách giải quyết cho mọi vấn đề, khi không thể giải quyết bằng tư duy vốn có của mình, chúng ta cần tìm cách khác, đổi cách suy nghĩ khác, nguy cơ sẽ biến thành cơ hội, đổi góc độ khác, Học cách linh hoạt, bạn có thể mở ra cánh cửa của sự giàu có không hai. Giá trị của phế liệu Năm 1946, hai cha con người do Thái đến Hoa Kỳ để kinh doanh đồng cờ hy út tường. Một hôm, người cha hỏi con trai mình giá một bao đồng là bao nhiêu. Cậu con trai trả lời là 35 xu. Người cha nói, đúng, mọi người đều biết rằng đồng là 35 xu một bao, nhưng hãy thử biến một bao đồng thành một cái nắm cửa. Người con trai đã làm một cái nắm cửa bằng đồng, như lời cha nói, và bán nó với giá gấp 10 lần giá ban đầu. 20 năm sau, người cha qua đời, người con trai một mình điều hành tiệm bán đồng. Anh đã làm chống đồng, làm huy chương Olympic, và từng bán một bao đồng với giá 3.500 đô la. Tuy nhiên, điều thực sự làm nên tên tuổi của anh chính là đống rác, ở bang New York. Vào năm 1974, chính phủ Hoa Kỳ đã tân trang lại tượng nữ thần tự do và để dọn dẹp rác thải đã bỏ đi, một loạt các đấu thầu đã được đưa ra. Nhưng đã mấy tháng trôi qua, không ai ra giá, cũng không ai nghĩ rằng đống phế liệu đó có giá trị gì. Đang đi du lịch ở Pháp, ngay sau khi nghe tin, anh đã lập tức bay đến New York, sau khi nhìn thấy hàng núi khối đồng. Đinh vít và gỗ, anh ấy đã ký ngay lập tức. Ngày hôm sau, anh bắt đầu tổ chức cho công nhân phân loại rác. Anh đã cho người ta nấu chảy đồng phế liệu và đúc thành một tượng nữ thần tự do nhỏ biến các khối xi măng và gỗ thành giá đỡ, phế liệu trì và nhôm thành chìa khóa quảng trường New York. Trong vòng chưa đầy 3 tháng, anh đã biến đóng phế liệu thành 3,5 triệu đô la tiền mặt, tăng giá một bao đồng lên hệ số 10.000. Cảm ngộ, có câu nói như này, cái gọi là rác là những tài nguyên được đặt không đúng chỗ. Trên đường đời sẽ luôn có đủ thứ rác mà người đời khinh thường. Khi bạn gặp phải nó, đừng thất vọng và chán nản. Đừng để bị lừa bởi bề mặt của sự việc, hãy nhìn vào bản chất thông qua hiện tượng, thay đổi vị trí thay đổi cách suy nghĩ và bạn luôn có thể tìm thấy cơ hội mới cũng giống như người do thái trong câu chuyện khi người khác cho rằng chất thải là rác thì chị anh mới thấy được giá trị của chúng và cuối cùng biến rác thải thành kho báu không ba cách khử nhiễu sóc là một giáo viên gốc do thái ông đã nghỉ hưu và mua một căn nhà gần trường để ở đó không lâu sau khi dọn đến ông phát hiện có ba đứa nhỏ ngày nào cũng chơi trong khu vườn nhỏ gần đó tiếng ồn quá mức khiến sóc khó chịu và không thể ngủ ngon mỗi ngày cuối cùng một ngày sóc quyết định thương lượng với chúng ông kéo ba đứa trẻ lại và nói với chúng bác rất thích xem các cháu chơi nếu ngày nào các cháu cũng đến bác sẽ cho mỗi người một đô la một ngày ba đứa trẻ rất phấn khích khi nghe nói rằng có tiền nhưng ba ngày sau sóc nói với chúng với vẻ tiếc nuối xin lỗi các chàng trai lạm phát đã làm giảm thu nhập của bác và bác sẽ chỉ có thể đưa cho các cháu năm xu mỗi ngày từ ngày mai lũ trẻ không hứng thú lắm nhưng vẫn miễn cưỡng chấp nhận sóc sau một tuần nữa sóc lại nói với lũ trẻ bác thực sự xin lỗi bác đã không nhận được xét lương hưu của mình gần đây từ giờ trở đi bác chỉ có thể cho các cháu hai xu mỗi ngày nghe vậy ba đứa trẻ bực bội và tức giận chúng nói thôi bác ạ à, chúng cháu sẽ không vì hai xu mà tới chơi cho bác xem mỗi ngày nữa đâu bằng cách này sóc cuối cùng đã có được sự yên tĩnh mà ông mong muốn cảm ngộ nhiều khi khi gặp khó khăn mù quáng sử dụng các biện pháp cứng rắn để giải quyết thường sẽ phản tác dụng cũng giống như những đứa trẻ trong câu chuyện nếu bạn ép chúng không được làm ồn điều đó sẽ chỉ khiến chúng nổi loạn và mọi việc trở nên trầm trọng hơn nhưng một cách suy nghĩ khác suy nghĩ theo quan điểm của trẻ và hướng dẫn từng bước một cuối cùng sẽ giải quyết vấn đề một cách hoàn hảo học cách nhìn nhận vấn đề từ nhiều khía cạnh khác nhau và mọi vấn đề sẽ được giải quyết một cách dễ dàng không bốn cây lưu niệm một doanh nhân do thái đã đến một hòn đảo ở nhật bản và đầu tư mạnh tay để phát triển một khu nghỉ dưỡng ở đó Tuy nhiên, do danh tiếng của hòn đảo chưa vang xa nên sau khi khu du lịch được xây dựng về cơ bản không có người đến chơi, thấy không đủ sống, thua lỗ ngày càng lớn, người do Thái muốn bỏ cuộc. Lúc này, một người bạn của anh gợi ý anh nên trồng cây xanh xung quanh khu du lịch để tăng độ phủ xanh nhằm thu hút khách du lịch. Mặc dù đây là một ý tưởng hay, nhưng hòn đảo này quá hoang vắng nên việc trồng cây nói dễ hơn làm. Sau đó, doanh nhân người do Thái đã đưa ra một giải pháp, anh đã quảng cáo cho chiến dịch trồng một cây lưu niệm anh tuyên bố với thế giới bên ngoài rằng hòn đảo đã đặc biệt mở ra một mảnh đất để cung cấp các dịch vụ đặc biệt cho khách du lịch du khách có thể trồng cây kỷ niệm ở đây có thể là cây lưu niệm đám cưới cây lưu niệm gia đình v v quảng cáo sáng tạo này nhanh chóng trở nên phổ biến khi kỳ nghỉ lễ đến hàng nghìn du khách đã đến đảo và tự tay trồng những cây lưu niệm của mình trong vòng chưa đầy hai năm hòn đảo đã được phủ xanh bởi cây cối trong quá trình này thương gia do thái không mất một xu anh tính phí khách du lịch 300 yên cho một cây non và chỉ riêng thu nhập từ cây non đã mang lại cho anh khoảng 6 triệu yên tiền lãi. Cảm ngộ, có một câu thành ngữ là mượn gà đẻ trứng, nghĩa là dùng sức mạnh của người khác để đạt được mục đích của chính mình. Khi bạn bị mắc kẹt vào ngõ cụt, thay vì chỉ chiến đấu hay đứng nhìn, tốt hơn hết bạn nên thay đổi vai trò và thay đổi quan niệm của mình. Cách suy nghĩ quyết định lối ra và với lối suy nghĩ đúng đắn, bạn thường sẽ nhận được kết quả gấp đôi chỉ với một nửa nỗ lực không năm. Đá cuội trắng Cách đây nhiều năm, một doanh nhân do Thái đã nợ một kẻ cho vay nặng lãi một số tiền lớn. Người cho vay già và xấu này lại nảy sinh ham muốn cô con gái trẻ đẹp của thương gia, do Thái. Vì vậy, hắn nghĩ ra một kế hoạch. Khi ấy ở trong khu vườn sau nhà của người Do Thái là một con đường lát đá cuội đen và trắng nhỏ, hắn không lưng nhặt lên hai viên sỏi, bỏ vào túi và để cô con gái người, Do Thái chọn ra một viên. Họ giao ước, nếu cô con gái chọn phải viên sỏi đen, cô ấy sẽ kết hôn với kẻ cho vay nặng lãi để trả nợ cho cha mình. Nếu cô chọn viên sỏi trắng, cô không phải lấy hắn và món nợ được xóa. Nhưng cô gái tình mắt từ lâu đã phát hiện ra rằng hai viên sỏi trong túi đều có màu đen giống hệt nhau và cô không thể chọn viên nào màu trắng cả. Cô gái không chấp nhận số phận, vẫn thỏ tay vào túi rồi nhanh chóng lấy ra một viên sỏi. Nhưng trước khi mọi người kịp nhìn thấy, cô đã giả vờ như vô tình làm rơi mất nó khắp mặt đất đều là những viên sỏi trắng đen khắp nơi không thể phân biệt được viên nào vừa mới rơi xuống vì vậy cô gái nói với kẻ cho vay nặng lãi hãy lấy viên còn lại trong túi ra nếu nó là màu trắng vậy có nghĩa là viên tôi vừa lấy ra là màu đen nếu nó màu đen vậy thì viên tôi vừa làm rơi sẽ là màu trắng kẻ cho vay nặng lãi không còn cách nào khác đành phải lấy ra viên còn lại quả thật là màu đen vậy là món nợ đã được xóa và cô con gái cũng không bị gả cho hắn cảm ngộ khi nhà toán học k cơ Kirby đề cập đến phương pháp học thuật của mình, ông thường nói, nghĩ ngược lại, luôn luôn nghĩ ngược lại. Khi chúng ta không thể giải quyết vấn đề từ mặt tích cực, đừng quên suy nghĩ ngược lại. Cũng giống như cô gái trong câu chuyện, ném viên sỏi đã chọn đi và dùng viên còn lại để quyết định kết quả cuối cùng. Học cách suy nghĩ ngược lại và phá vỡ quán tính của suy nghĩ và bạn thường có thể bị ngạc nhiên không xấu. Nhà triết học sâu bừn hao ở đã nói, nhà tù lớn nhất trên thế giới chính là tâm trí con người. Trong nhiều trường hợp, điều thực sự hạn chế sự phát triển của chúng ta thường là suy nghĩ cố hữu của chúng ta nằm câu chuyện trên của người. Do thái cho chúng ta biết rằng cách suy nghĩ thông minh hàng đầu thế giới là phá bỏ bức tường suy nghĩ và quán tính nhận thức vốn có của não bộ, xoay chuyển tư duy của bạn và nhìn thấy cơ hội trong điều không thể, hay nhìn nhận vấn đề ở góc độ khác, đồng thời biến những yếu tố bất lợi thành thuận lợi. Học cách suy nghĩ ngược lại, đứng về phía đối diện và đẩy lùi kết quả, tìm cách khác để giải quyết khó khăn chỉ bằng cách thay đổi tư duy của bạn và nghĩ những gì người khác không dám nghĩ bạn mới có thể làm được những điều mà người bình thường không thể làm được bí mật giàu lên cấp tốc của người do thái phục vụ phụ nữ là nguyên tắc hàng đầu đặc biệt phải coi trọng một thứ như vàng thì mới kiếm được vàng mọi người thường nói nếu như người nhật giỏi tiết kiệm người châu âu giỏi tiêu tiền thì người do thái giỏi kiếm tiền dường như người do thái có một khả năng nhạy cảm bẩm sinh với tiền bạc chỉ chiếm 0,3% dân số thế giới song 17% số người đoạt giải Nobel và 30% của cải thế giới thuộc về người Do Thái. Người Do Thái chiếm 1 2 số doanh nhân giàu nhất thế giới, chiếm 1 3 số triệu phú ở Mỹ và 18 40 người đứng đầu danh sách Forbes. Theo số liệu của năm 2013, cũng chính là người đến từ dân tộc này như ông vua dầu mỏ do cơ phê lớp, ông trùm tài chính Jock Sozot, ông trùm tài chính phố Won Morgan. Dường như những người thành công nhất đều là các đại diện kiệt xuất của dân tộc, Do Thái. Dưới đây là 10 bí quyết mà người Do Thái sử dụng để kiếm tiền giúp làm giàu một cách nhanh chóng. một Biết cách phòng tránh rủi ro. Người Do Thái luôn có ý thức quản lý rủi ro. Trong quá trình điều hành doanh nghiệp, họ đặc biệt chú trọng đến sự an toàn và độ tin cậy. Vì vậy trước khi đầu tư, người Do Thái sẽ tiến hành điều tra trước và nghiên cứu, phân tích thị trường khi quyết định đầu tư cho sự nghiệp họ nhất định sẽ vạch ra cho mình ba bộ kế hoạch ngắn hạn trung hạn và dài hạn chứ không bỏ trứng vào một giỏ hai đi khắp nơi để kiếm tiền đi khắp nơi để kiếm tiền là đặc tính bẩm sinh của người do thái họ không chỉ chạy theo cách riêng mà luôn khuyến khích những người khác cũng thực hành như vậy các thương nhân do thái không có thị trường cố định mà đi khắp nơi để mở rộng thị trường họ kiếm tiền từ đông sang tây tiến nam ngược bắc tiếp xúc rộng rãi và thực hiện các giao dịch lớn nhỏ ở khắp nơi vì thế muốn giàu bạn cần phải chạy khắp nơi để kiếm tiền, đúng như câu nói làm ăn tứ phương, kiếm tiền tứ hướng bà. Phục vụ phụ nữ. Người Do Thái cho rằng nếu muốn kiếm tiền thì đối tượng nên nhắm đến là phụ nữ. Bởi vì đàn ông kiếm tiền còn phụ nữ lại chính là người quản lý tài chính trong mỗi gia đình. Những người phụ nữ không chỉ mua sắm kim cương, trang sức, vàng bạc để tích lũy họ còn là người mua sắm các vật dụng hay, lo toàn các công việc của gia đình. Vì vậy quan tâm nhiều hơn đến phụ nữ để phục vụ họ là một trong những cách tốt nhất giúp các doanh nhân đạt được thành công bốn Quy tắc 7820 Quy tắc 7822 là quy luật tự nhiên, ví dụ 22% các ngành như quần áo, ăn uống, xây dựng, đồ trang sức, y học Về cơ bản chiếm khoảng 78% phí tiêu dùng sinh hoạt Vì thế các lĩnh vực kinh doanh truyền thống của người Do Thái đa số đều tập trung vào ăn uống, quần áo, đặc biệt là các sản phẩm dành cho phụ nữ và trẻ em Quy tắc 7822 cũng phổ biến trên thị trường như 22% khách hàng tạo ra 78% lợi nhuận của công ty, 22% sản phẩm là sản phẩm cốt lõi của công ty. Vì vậy hoạt động kinh doanh cần lựa trên giá trị của khách hàng, nắm bắt các sản phẩm chủ lực và khách hàng trọng tâm để nâng cao hiệu quả của hoạt động marketing năm. Sử dụng trí tuệ để kiếm tiền. Các doanh nhân do thái đề cao trí tuệ trong tất cả các hoạt động kinh doanh của họ, người càng giàu thì có nghĩa là họ càng thông minh theo cách này tiền đã trở thành thước đo của trí tuệ chỉ khi trí tuệ được chuyển hóa thành tiền thì mới có thể là trí tuệ sống vì vậy chúng ta cần sử dụng bộ não của mình để suy nghĩ phân tích suy nghĩ và hành vi của người tiêu dùng chỉ khi nắm bắt được thị hiếu của khách hàng nhà sản xuất mới có thể làm ra những sản phẩm đáp ứng yêu cầu và có chỗ đứng trên thị trường sáu kiếm tiền thay vì tiết kiệm người do thái ủng hộ lối sống tiết kiệm nhưng họ không giữ tiền một cách mù quáng trong khi tiết kiệm họ vẫn ra sức kiếm tiền vì của cải có được không đến từ tích lũy. Vì thế chỉ cần có cơ hội kiếm tiền, người Do Thái sẽ không ngần ngại đầu tư. Vì thế nếu muốn thu được lợi nhuận cao, bạn cần phải sẵn sàng đầu tư mạnh mẽ để tích lũy tài sản bảy. Trân trọng thời gian như vàng bạc. Một trong những phương châm kinh doanh của người Do Thái đó là đừng đánh cắp thời gian. Phương châm này vừa là phương châm kiếm tiền vừa là phương châm thể hiện sự lịch sự trong kinh doanh của người Do Thái đối với người do thái thời gian là cuộc sống thời gian là vàng bạc vì thế họ luôn nắm bắt từng giây phút để có cơ hội kinh doanh và phát triển như để thành công trong cuộc cạnh tranh trên thương trường bạn cần phải đi trước một bước luôn chủ động và không ngừng đổi mới với những thay đổi của thời cuộc để có thể nắm bắt được các cơ hội kinh doanh tám dựa vào thông tin để nắm bắt cơ hội thông tin là một yếu tố quan trọng trong thế giới kinh doanh như trong trung tâm thương mại là nơi mà tất cả các doanh nghiệp đều có cơ hội ngang nhau trong cùng một điều kiện ai đi đầu biết nắm bắt thời cơ đánh trước thì sẽ là người chiến thắng trong các hoạt động tiếp thị cũng vậy nên chủ động tìm hiểu và phân tích thị trường không nên ỉ lại mà trần trừ bị động người do thái rất coi trọng việc thu thập thông tin trong kinh doanh điều này khiến họ nổi tiếng là người nắm rõ thông tin nên một khi có cơ hội kiếm tiền họ sẽ không bao giờ để lỡ mất chín uy tín là nền tảng trong kinh doanh người do thái luôn chú trọng đến hợp đồng họ không bao giờ nhượng bộ dù là điều khoản nhỏ nhất nếu đối mặt với thua lỗ các bên đều chấp hành đền bù một cách tuyệt đối người do thái thường khéo léo thay đổi giao ước chứ tuyệt đối không vi phạm giao ước đối với người do thái trong kinh doanh vấn đề lưu tâm không phải là đạo đức hay trái đạo đức mà là tính hợp pháp hay không hợp pháp vì vậy cạnh tranh trên thương trường cần dựa vào tính trung thức tuân thủ luật chơi để có thể thiết lập các mối quan hệ tin cậy, dùng sự chân thành để gây ấn tượng với khách hàng để chiếm lấy thị trường mười. Phối hợp tốt các nguồn lực, nhà kinh tế học người do Thái William Gibson đã nói, bạn có thể vay mọi thứ từ tiền, tài năng, công nghệ cho đến tri thức. Thế giới này đã chuẩn bị tất cả các nguồn lực bạn cần, tất cả những gì bạn phải làm là thu thập chúng và sử dụng trí tuệ để kết hợp chúng và tạo ra sản phẩm của riêng mình. Theo Erbolio Angwit bí mật kinh doanh kiếm lãi to của người do thái nếu muốn kiếm tiền thì phải tập trung vào đối tượng này người do thái cho rằng nếu muốn kiếm tiền thì đối tượng nên nhắm đến là phụ nữ bởi vì đàn ông kiếm tiền còn phụ nữ lại chính là người quản lý tài chính trong mỗi gia đình họ không chỉ tiêu tiền cho bản thân mà còn chi tiêu cho cả gia đình chúng ta hay nói rằng người do thái là dân tộc thông minh nhất thế giới tuy nhiên đây không phải là nhận định vô căn cứ mà đã được chứng minh bằng khoa học Năm 2005, một nghiên cứu cho thấy những người Do Thái có kỹ năng giao tiếp và tính toán trội hơn hẳn so với những cộng đồng dân tộc khác. Số liệu năm 2015 cho thấy người Do Thái chiếm chưa đến 0,2% tổng dân số toàn cầu với khoảng 14,3 triệu người. Tuy nhiên ngay từ thế kỷ 19, khoảng một phần bốn số nhà khoa học trên thế giới đã là người Do Thái. Hàng loạt những cái tên như nổi tiếng Albert Einstein, Sigmund Freud, Otto Frisch đều là người Do Thái trong lĩnh vực kinh doanh người do thái cũng thể hiện một trí tuệ vượt trội khi con người xuất hiện thì trái đất đã chia làm hai phần một phần thuộc về nam giới và một phần thuộc về nữ giới cùng với sự phát triển của xã hội nữ giới dần được tự do họ có địa vị xã hội cao hơn và kinh tế của họ ngày càng độc lập hơn vì thế người do thái đã tập trung vào nhóm người tiêu dùng này số liệu thống kê cho thấy mức tiêu dùng của phụ nữ cho bản thân mình ngày càng tăng lên có thể thấy phụ nữ đang ngày chịu càng đầu tư cho bản thân hơn Người Do Thái tập trung vào đối tượng phụ nữ từ rất sớm, thái độ của họ rất kiên quyết, họ không quan tâm đến ánh mắt kỳ lạ của các đồng nghiệp, họ chỉ để tâm đến việc kiếm tiền. Họ đưa ra khẩu hiệu, tập trung vào nhóm người tiêu dùng phụ nữ vì phụ nữ không chỉ nắm giữ tiền của riêng mình. Người Do Thái có câu, kiếm tiền từ đàn ông khó hơn gấp 10 lần từ phụ nữ. Đây cũng là cách mà cửa hàng bách hóa nổi tiếng thế giới, Macy đã gây dựng nên gia nghiệp của mình. Ban đầu Macy chỉ là một cửa hàng nhỏ và sau hơn 30 năm phát triển, cuối cùng đã trở thành một doanh nghiệp tầm cỡ thế giới. Bí quyết của họ chính là tập trung vào đối tượng phụ nữ. Khi bán hàng, sở cho nhận thấy rằng lượng khách hàng nữ thường nhiều hơn khách hàng nam. Khi nam giới và nữ giới đi cùng nhau thì quyền quyết định vẫn nằm trong tay phụ nữ. Vì vậy anh quyết định nhập thêm một số sản phẩm dành cho phụ nữ như mỹ phẩm, đồ trang sức. Đàn ông luôn thích xoay quanh phụ nữ, họ cố gắng hết sức để làm hài lòng phụ nữ và sau khi kết hôn thì phụ nữ vẫn sẽ nắm giữ ví tiền của đàn ông. Vì thế chỉ khi nắm được trái tim phụ nữ thì doanh nghiệp mới có thể thành công. Hơn nữa chúng ta có thể thấy một số hiện tượng rất kỳ lạ như một món đồ trước đây được bán với giá 100 USD, bây giờ họ sẽ bán nó với giá 98 hoặc 99 USD. Điều này có thực giúp thúc đẩy doanh số bán hàng không? Đối với nam giới có thể sẽ không có tác dụng, nhưng thủ thuật này lại rất hiệu quả đối với phụ nữ từ ba con số bây giờ chỉ còn hai con số khiến phụ nữ sẽ cảm thấy món đồ đó rất rẻ một người đàn ông sẽ bỏ ra hai usd để mua một món đồ có giá gốc là một usd vì nó hữu ích đối với anh ta còn phụ nữ chấp nhận bỏ một usd để mua một món đồ vô dụng chỉ vì giá gốc của nó là hai usd giờ đây không chỉ người do thái nhắm vào đối tượng phụ nữ mà rất nhiều doanh nghiệp cũng đã để mắt đến ví tiền của phụ nữ vậy bạn nên làm gì bây giờ bạn sẽ tham gia cùng họ ư nhưng làm thế nào để bạn có thể nổi bật và thu hút được cái nhìn của phụ nữ giữa rất nhiều đối thủ như thế hơn nữa bây giờ thị trường đều bị chiếm đóng bởi các nhà tư bản vậy chúng ta phải làm thế nào tránh rủi ro và để tránh bị chặt chém đôi khi chỉ dựa vào niềm đam mê thì không thể thành công được kiếm tiền không hề đơn giản nhưng cũng không phải quá khó chúng ta có thể mượn dùng trí tuệ của người khác để áp dụng vào việc của mình người do thái đã rất thành công trên phương diện này họ đặc biệt giỏi trong việc tìm kiếm cơ hội kinh doanh thế thì tại sao chúng ta lại không sử dụng kinh nghiệm của họ chứ theo sohu tư duy kinh doanh không bao giờ chịu lỗ của người do thái không ai nghèo nếu mở rộng tầm nhìn và tuyệt đối đừng tham lam vô độ người do thái hiểu rằng yếu tố làm gia tăng khoảng cách giữa người nghèo và người giàu thực ra nằm ở cách suy nghĩ khác biệt của hai đối tượng này người do thái luôn tự nhắc nhở chính mình kinh doanh không được có tầm nhìn hạn hẹp không được tham lam vô độ sở dĩ người do thái có thể trở thành doanh nhân số một thế giới là nhờ tinh thần ham học hỏi và tư duy kinh đoan độc đáo của họ trong ta mớt có một câu chuyện một thương nhân người do thái đến thị trấn nọ để tìm nguồn hàng anh nghe ngóng được một số mặt hàng sẽ bán hạ giá trong vài ngày tới anh quyết định sẽ nhập lượng lớn mặt hàng đó anh mang theo nhiều tiền mặt ngân hàng lại cách xa thị trấn nếu đi đâu cũng mang theo số tiền đó thì sẽ vừa nặng vừa không an toàn vì vậy anh ta tìm một nơi hẻo lánh xung quanh không có người và đào một cái hố để trôn tiền tuy nhiên khi quay lại nơi này vào ngày hôm sau anh phát hiện số tiền đã biến mất anh đứng đó bắt đầu nhớ lại chuyện hôm qua khi anh trôn tiền xung quanh không có ai cả anh vô tình nhìn lên thì phát hiện đằng xa có một ngôi nhà cửa sổ căn nhà đối diện với nơi anh trôn tiền anh chợt nghĩ lẽ nào chủ nhân ngôi nhà này đã nhìn thấy mình đang trôn tiền sau đó lấy mất tiền của mình nếu rơi vào trường hợp này anh sẽ phải lấy lại tiền bằng cách nào Thương nhân đi đến căn nhà, thấy trong nhà có một người đàn ông, anh lịch sự hỏi: "Xin chào, tôi đang có một chuyện khó giải quyết. Tôi nghi người sống ở thành phố sẽ có đầu óc rất linh hoạt nên muốn nhờ anh giúp, xin hỏi bây giờ anh có rảnh không?" Người đàn ông đồng ý ngay lập tức: "Tôi đang rảnh, anh có gì cứ hỏi thoải mái." Thương nhân nói: "Tôi là người nước ngoài đến đây để nhập hàng, tôi mang theo hai túi tiền, một túi đựng 500 lượng vàng, túi còn lại đựng 800 lượng vàng. Tôi đã chôn chiếc túi nhỏ hơn ở một nơi không ai biết." Vấn đề bây giờ là tôi nên tiếp tục chôn chiếc túi lớn hay gửi nó chỗ một người tin tưởng nhờ giữ hộ. Chủ nhân của ngôi nhà trả lời, tôi nghĩ không có ai là thật sự đáng tin cả. Nếu là tôi, tôi sẽ chôn chiếc túi lớn cùng chỗ với chiếc túi nhỏ. Sau khi doanh nhân rời đi, người đàn ông này lập tức lấy chiếc túi vừa đào được ra và đem đi chôn tại vị trí ban đầu. Người thương nhân đứng đợi cách đó không xa đã lập tức quay lại, đào chiếc túi lên, thế là anh đã lấy lại được 500 lượng vàng. Doanh nhân này quả thật rất thông minh con người đều có lòng tham doanh nhân do thái lợi dụng lòng tham của con người lấy lại được những gì đã mất đây cũng là bài học cho những kẻ tham lam đừng nổi lòng tham với những gì không thuộc về mình bởi lòng tham sẽ tạo cơ hội cho người khác đừng lại đối mặt với những kẻ tham lam miễn là bạn sẵn sàng sử dụng bộ não của mình để tìm ra điểm yếu của hắn rất nhiều người mang trong mình tâm lý tham lam và ích kỷ chỉ cần bản thân kiếm được tiền còn lại không nghĩ đến người khác nhiều người chỉ vì lòng tham mà không những không lấy được lãi ngược lại còn mất cả tiền vốn Hy vọng bạn có thể gạt bỏ lòng tham và học hỏi sự khôn ngoan trong kinh doanh của người Do Thái. Theo Sohu, người đàn ông thắng sổ số 14 lần nhờ giỏi toán, công ty sổ số phải thay đổi cả luật chơi. Áp dụng những kiến thức toán học, người đàn ông từng thắng sổ số đến 14 lần mà, không sử dụng đến bất cứ hành vi phạm pháp nào. Sổ số vốn được coi là một trò chơi may rủi, theo tờ tơ Di Cờ Di Tích, tỷ lệ một người có thể trúng giải độc đắc sấp xỉ 1 phần 300 triệu. Như vậy, giấc mơ đổi đời sau một đêm nhờ tấm vé số dường như là bất khả thi với bất kỳ ai. Tuy nhiên, có một người đàn ông thắng sổ số đến 14 lần mà, không phải sử dụng bất kỳ chiêu trò hay mánh khóe nào, tất cả đều là kết quả của quá trình nghiên cứu tỉ mỉ về quy luật của các dãy số trong nhiều năm. Người đàn ông được nhắc đến có tên Sở Ti Phan Mandel, ông là một nhà kinh tế học người do thái lớn lên trong một khu ổ chuột tại Jumani. Mọi việc bắt đầu vào cuối những năm 1950, khi Mandel hạ quyết tâm rời khỏi du để cải thiện cuộc sống thông qua những tờ vé số đầy may rụi, xây dựng cơ ngơi với sổ số. Bắt đầu với vốn kiến thức về toán học của mình, Mandel dành ra 4 năm để nghiên cứu và cuối cùng tìm ra một công thức có thể đoán trúng 5 trên 6 số của tờ vé trúng thưởng. Ông kết hợp cùng một vài người mình để kiểm tra công thức và đạt được kết quả ngoài mong đợi. Họ trúng giải nhất ngay từ lần đầu tiên giá trị giải thưởng lúc đó là 72.783 Luzumani, tương đương khoảng 370 triệu đồng, bằng tổng tiền lương đi làm suốt 18 năm của Mando. Số tiền sau đó được chia đều cho cả các cộng sự, nhưng cũng đủ để Mando thực hiện mong muốn chuyến đến vùng đất mới của mình. Vào khoảng những năm 1980, Mando cùng gia đình chuyển đến Úc vì điều kiện sống ở quốc gia này không quá đắt đỏ và thuận tiện cho ông trong việc nhập quốc tịch. Sau khi chính thức trở thành công dân Úc, đồ đã có thể mua sổ số của anh và bắt đầu một cơ ngơi với việc chơi sổ số của mình ngoài việc tìm ra một công thức khác phù hợp với luật chơi sổ số trên đất nước mới đồ còn cố gắng mua nhiều vé số nhất có thể thông qua việc tuyển dụng thêm người tham gia vào kế hoạch cũng như xây dựng một đội ngũ điều hành bài bàn những người tham gia có mặt ở khắp nơi trên đất nước họ sẽ mua vé số và gửi lại hóa đơn cho bên đồ để nhận giải hình thức hoạt động này hoàn toàn hợp pháp vào thời điểm đó trong suốt khoảng thời gian sống tại úc mando đã thắng thẳng tới 12 lần và mỗi lần ban thắng giải chính phủ và các công ty sổ số lại phải bổ sung những quy định mới để ngăn chặn hành động của ông cụ thể họ quy định một người hoặc một nhóm gồm các cá nhân không được mua quá nhiều vé số trong cùng một lượt quay thường mando cùng đội ngũ của mình đã nhiều lần xoay sở nhưng cuối cùng họ đành phải lựa chọn một thị trường khác để tiếp tục bùng nổ tại virginia mục tiêu mà mando hướng đến sau đó là thị trường sổ số tại bang virginia mỹ do giá vé sổ số tài đây rẻ nhất trong khu vực và số lượng tổ hợp số cần tính toán ít hơn nơi khác. Điều đặc biệt trong quy định bán vé số tại bang Virginia thời điểm bấy giờ là người chơi có thể tự in vé số ở nhà rồi mang đến các cửa hàng tiện lợi thanh toán mà không gặp rào cản gì. Như cá gặp nước, man đổ sau đó đã dùng hơn 60.000 USD để in hơn 7,1 triệu tấm vé và kết hợp với các chủ cửa hàng để có thể mua số lượng lớn vé số. Cuối cùng, Mando tiếp tục thành công lần thứ 14 và giành được giải độc đắc có trị giá lên đến 27 triệu USD, hơn 600 tỷ đồng. Trước chiến thắng của Mando, cơ quan sổ số của Virginia đã thành lập một đoàn thanh tra để xác minh xem liệu tấm vé trúng thưởng của ông có hợp lệ hay không. Tuy nhiên họ không tìm được bất cứ dấu hiệu vi phạm nào từ Mando nên chỉ đành công nhận giải thưởng. Ông Kenneth W. Tho xừng, người đại diện của cơ quan sổ số Virginia cũng đã bày tỏ lời khen cho sự tiên trì và bài bản của Mando cùng đội ngũ. Tuy nhiên Tom cũng không quên bày tỏ hy vọng là Mando sẽ không lặp lại hành động này lần thứ hai. Sau này, tất cả 44 bang phát hành sổ số ở Mỹ đã phải ban hành luật ngăn chặn việc lặp lại chiến lược của Mando. Những ngày tháng sau này. Cuộc đời sau đó của Man Đồ vẫn tồn tại khá nhiều thăng trầm, ông tiếp tục bị điều tra về tính hợp pháp của hành động mua vé số và đi đến bước đường phá sản vào năm 1995. Đến năm 2004, Man Đồ bị tuyên án tù 10 tháng do hành vi lừa đảo tại EJ Sổ so và giờ đây đã quay trở lại Úc sinh sống một cách bình lặng. Hiện tại, cách thức của Man Đồ đã không còn hiệu quả khi nhiều điều luật mới được ban hành và cách thức mua vé số trở nên đa dạng và được kiểm soát tốt hơn. Tuy nhiên, câu chuyện của ông vẫn đủ sức thu hút mọi người vì dù dựa vào một trò chơi may rủi để đổi đời, Man Đồ vẫn luôn làm việc một cách nghiêm túc và sòng phẳng. Lời khuyên của người Do Thái, đàn ông không tiền không quyền, nhớ lấy hai câu này để đổi đời, đừng đợi tới 40 tuổi mới ngộ ra. Tiền của thế giới nằm trong túi của người Mỹ, và tiền của người Mỹ lại ở trong túi của người Do Thái. Chúng ta đều biết, dân tộc Do Thái được cả thế giới công nhận là dân tộc thông minh nhất trên thế giới trí tuệ của họ ẩn chứa một điều gì đó rất tuyệt vời như ánh sao mai hồng rực vào buổi sáng tĩnh lặng nó chứa đựng thứ quý giá nhất đó là sự say mê tìm kiếm những bí mật trong tâm hồn con người mặc dù người do thái nhiều lần phải trải qua rất nhiều khó khăn nhưng họ vẫn có thể vươn lên nhanh chóng nhờ các hoạt động kinh doanh và trong khi phát triển thương mại địa phương họ đồng thời cũng làm giàu cho chính mỹ vậy đâu là những điều về người do thái đáng để chúng ta học hỏi và tham khảo nhất thứ nhất chăm chỉ hiếu học là chìa khóa vàng dẫn tới cánh cửa thành công người do thái được công nhận là những thương nhân số một trên thế giới và là quốc gia giàu có nhất nói về sự giàu có của người do thái có một câu nói như này tiền của thế giới nằm trong túi của người mỹ và tiền của người mỹ lại ở trong túi của người do thái tỷ lệ tài sản của họ trên toàn thế giới cao hơn nhiều so với tỷ lệ dân số của họ điều gì tạo nên thực tế này người do thái luôn cho rằng kiến thc và trí tuệ là hai thứ tạo ra khả năng kiếm tiền của họ tuy nhiên trí tuệ không phải thứ bẩm sinh và trí tuệ tự lực của người do thái tuân theo một loạt các nguyên tắc độc nhất của họ những thành tựu phi thường của dân tộc do thái đến từ trí tuệ phi thường của họ đó là phương thức sinh tồn được vun đắp trong quá trình bị chèn ép hàng nghìn năm gian khổ để có được chỗ đứng vững chắc một trong những điều người do thái làm hàng ngày dù họ ở đâu trên thế giới là không ngừng học hỏi dù ở tầng lớp nào trong xã hội người do thái luôn coi việc học là ưu tiên số một một số người trong số họ có thể tạm thời không giàu có, nhưng điều họ không bao giờ thiếu là sự ham học hỏi. Vì vậy trong mọi lĩnh vực trên thế giới, có rất nhiều người do thái chiếm ưu thịnh. Trong số những người đoạt giải Nobel, 17% là người do thái, và tỷ lệ người đoạt giải Nobel kinh tế cao tới 33%, 20% triệu phú Mỹ là người do thái. Khát vọng trí tuệ của người do thái cao hơn rất nhiều so với bất cứ cám dỗ vật chất nào họ tin rằng trí tuệ liên quan mật thiết đến sự sống giống như không khí và họ tin rằng trí tuệ có thể tạo ra mọi của cái người do thái tin rằng chỉ bằng cách không ngừng học hỏi kiến thc mới về mọi mặt và mở rộng tầm nhìn thì họ mới có thể có được trí tuệ một cách hiệu quả hơn người ta thường nói học học nữa học mãi đó là điều mà người do thái đã làm khi có con họ lại tiếp tục giáo dục chúng học hành chăm chỉ dù thành công đến đâu dù giàu có đến đâu thì việc học hỏi kiến tề hc luôn là thói quen không thể thay đổi có thể thông minh là bẩm sinh nhưng nếu thần đồng thiên tài không đủ siêng năng thì cũng sẽ chẳng đạt được gì và trí tuệ lại là thứ có thể không ngừng trau dồi và học hỏi trong cuộc sống thứ hai học cách suy nghĩ độc lập quan trọng hơn việc có được của cải có thể nói dân tộc do thái là những người có khả năng sử dụng tư duy độc lập để tạo ra trí tuệ cao nhất họ cho rằng kết quả của sự việc là quan trọng nhưng quá trình suy nghĩ mới là điều đáng quý hơn có một câu chuyện như này vị giáo sĩ hỏi hai người do thái trượt ra từ một ống khói cao một người bị bẩn còn người kia vẫn sạch ai sẽ là người đi tắm rửa trước người thanh niên nói đương nhiên là người bị bẩn rồi vị giáo sĩ nói sai người bẩn nhìn người sạch và nghĩ mình chắc chắn cũng sạch như vậy người sạch nhìn người bẩn và nghĩ mình chắc hẳn cũng bẩn như vậy vì vậy người đi tắm là người sạch vị giáo sĩ tiếp tục hỏi sau này hai người lại cùng bị rơi vào ống khói ai sẽ là người tắm rửa trước người thanh niên nói tất nhiên là người sạch rồi vị giáo sĩ nói cậu lại sai rồi người sạch khi đi tắm phát hiện ra mình không hề bẩn còn cái người bẩn kia thì lại hoàn toàn ngược lại anh ta ngộ ra được rằng người sạch sẽ vì sao lại phải đi tắm vì vậy lần này anh ta cũng chạy đi tắm vị giáo sĩ tiếp tục hỏi thế lần thứ ba từ trong ống khói ra lần này ai sẽ là người đi tắm người thanh nên nói tất nhiên là người bẩn rồi vị giáo sĩ nói lại sai rồi cậu đã từng thấy trường hợp nào cùng rơi từ ống khói ra mà một người bẩn một người lại sạch được chưa đây là phương pháp giáo dục của người do thái khuyến khích mọi người suy nghĩ độc lập không đưa ra những giải thích mang tính áp đặt và học cho phải tự suy nghĩ rồi bày tỏ ý kiến ca mình người do thái tin rằng đối với một người học cách suy nghĩ độc lập quan trọng hơn là việc thu được của cải vì nhiều lý do số phận của người do thái luôn trong tình trạng bấp bênh lý do để họ có thể sống sót qua những rủi ro sóng gió của cuộc đời và ngày càng thịnh vượng chưa bao giờ tách rời trí tuệ của họ và sự khôn ngoan của người do thái bắt nguồn từ sự suy nghĩ tư duy không ngừng nghỉ trong suốt cuộc đời của họ bằng cách suy nghĩ độc lập họ trở nên tốt hơn khả năng suy nghĩ của một người là thứ duy nhất anh ta có toàn quyền kiểm soát không có tư duy đúng đắn thì sẽ không có hành động đúng nếu không có những hành động đúng đắn sẽ không thể thành công trong sự nghiệp hay tài lộc dồi dào vì vậy muốn giàu có thì trước hết bạn phải học cách suy nghĩ độc lập và có một tư duy đúng đắn người do thái dạy tư duy kinh doanh siêu đơn giản chỉ có hai bước khiến khách hàng chủ động tìm đến như đàn ong bù mật người do thái tin rằng nếu như bạn có thể hiểu được loại tâm lý này của khách hàng thì nhất định sẽ bách chiến bách thăng người do thái là một dân tộc thông minh nhất thế giới đương nhiên đối với tâm lý con người họ cũng có ít nhiều am hiểu sâu sắc con người có một loại tâm lý hầu như ai cũng có và khó có thể cưỡng lại ở đây chúng ta sẽ nói về một phương pháp thu hút khách hàng thần kỳ đó là tư duy quảng cáo hai bước tư duy hai bước là gì có nghĩa là khi quảng cáo bạn nhất định phải chia làm hai bước bước đầu tiên không phải là trực tiếp gửi ngay mẫu quảng cáo một cách quá thô thiển cho khách hàng tiềm năng xem thay vào đó hãy gửi một thông tin khơi dậy sự tò mò của đối phương bản tính của con người là tò mò bất kỳ ai cũng rất khó có thể cưỡng lại tính hiếu kỳ của mình vì thế một khi bị thôi thúc bởi sự tò mò khách hàng sẽ chủ động tìm đến bạn để tìm lời giải đáp lúc này bạn sẽ đưa cho họ những thông tin có giá trị giải cơn khát tò mò đó đồng thời cũng lồng ghép cả sản phẩm của mình vào trong đó và làm thế nào bạn biết được liệu phương pháp này có hữu dụng hay không ví dụ như shopee đang làm với chiến lược quảng cáo link shopee rầm rộ trên nền tảng mạng xã hội hiện nay nếu đứng trên cương vị của một khách hàng liệu bạn có cảm thấy bị thu hút không tiếp theo sau chúng ta sẽ nói cụ thể hơn về hai bước quảng cáo này Bước 1, hãy tiếp cận họ bằng những mẫu thông tin có thể kích thích trí tò mò. Đối với những khách hàng hoàn toàn xa lạ, có hai thứ có thể khiến họ quan tâm, đó là sự tò mò và dục vọng. Các phương pháp quảng cáo sử dụng lợi ích của sản phẩm để kích thích ham muốn của khách lạ đã ngày càng kém hấp dẫn bởi sự quá đại trà của nó rồi. Do đó, hiện nay chúng ta nên sử dụng chiến lược đường vòng để quảng cáo hơn là quảng cáo trực tiếp. Vì thế, trước tiên chúng ta phải đưa ra một câu hỏi để kích thích sự tò mò của đối phương. Bước 2. Quảng bá sản phẩm. Khi đối phương chủ động hỏi câu trả lời thì bạn sẽ gửi cho họ lời dài, thông tin sản phẩm, vì đây là thứ họ yêu cầu. Và thật sự muốn biết, nên họ chắc chắn sẽ xem tin tức quảng cáo của chúng ta một cách nghiêm túc, làm thế nào để kích thích sự tò mò của khách hàng. Nói về sự tò mò, chúng ta có thể lợi dụng điểm mù nhận thức, nghĩa là quan điểm mà chúng ta đưa ra phải khác với nhận thức trước đây của khách hàng, lúc này khách hàng sẽ muốn tìm hiểu và khám phá những điều mới khi bạn đưa ra một quan điểm hay ý kiến nào đó mà người lạ chưa từng nghe đến bao giờ thì não của họ sẽ có một khoảng trống vì thế họ buộc phải điền vào chỗ trống này để cân bằng não bộ của mình để lấy một ví dụ thì tôi nghĩ chiến lược quảng cáo của shopee là thực tế và gần gũi dễ hiểu shopee sẽ thuê các trang mạng xã hội có nhiều người theo dõi và đương nhiên số người theo dõi này đều là đối tượng khách hàng mà shopee muốn nhắm đến trang được thuê sẽ đều đặn đăng các bài với nội dung gây kích thích trí tò mò như hóa ra đây là lý do không nên chạm vào trái cổ của con trai đáp án chính là sau đó sẽ là một dòng linh sóc theo sau khách hàng đột nhiên xuất hiện nghi vấn trong đầu đương nhiên sẽ rất muốn biết đáp án mà đáp án lại có ngay ở trước mặt thì ngại gì mà không bấm vào xem thứ một cách khác nữa là hãy đưa ra một số quan điểm khác với nhận thức trước đây của khách hàng phá vỡ sự cân bằng nhận thức ban đầu của họ bộ não vì muốn tìm ra câu trả lời để duy trì trạng thái cân bằng nên khách hàng nhất định sẽ chủ động tìm bạn nếu không tìm được câu trả lời não bộ sẽ rơi vào trạng thái mất cân bằng rất khó chịu ví dụ vóc dáng không hoàn hảo khiến bạn không mặc được những bộ cánh yêu thích thì phải làm sao tại sao cùng một loại quần áo nhưng người khác mặc thì đẹp nhưng bạn mặc thì quá khó coi bạn đã quá mệt mỏi với việc đốt hàng đống tiền vào việc mua quần áo nhưng vẫn không thể giúp bản thân trở nên sành điệu hơn Thực tế, việc mặc không đẹp vốn không phải là do vóc dáng, mà là do gu thẩm mỹ của bạn chưa tốt mà thôi. Trên thế giới có rất nhiều loại quần áo và mục đích chúng có mặt trên đời là vì trên thế giới cũng có rất nhiều loại người với nhiều ngoại hình và cá tính khác nhau. Vì thế, để mặc đẹp, điều quan trọng nhất là bạn phải biết cách phối các màu sắc và quần áo một cách phù hợp. Liệu bạn có muốn biết làm sao để tăng gu thẩm mỹ của bản thân? Chúng tôi có thể giải đáp ngay cho bạn. Khi bộ não của con người xuất hiện một khoảng trống kiến thức thì họ sẽ rất khó chịu và muốn lấp lại khoảng trống nó ngay lập tức, nên họ sẽ chủ động tìm đến bạn ngay. Loại phương pháp quảng cáo này phù hợp với mọi ngành nghề, đặc biệt là những ngành có sản phẩm khó định giá hoặc không phải là nhu yếu phẩm thì hiệu quả sẽ càng rõ rệt hơn. Ví dụ, làm đẹp, bảo hiểm, đào tạo, phần mềm, trung tâm thương mại, sân ga, chụp ảnh cưới. Những sản phẩm này đều là những mặt hàng mà người lạ không thể đánh giá được giá trị của nó, vì vậy những phương thức khuyến mãi giảm giá sẽ không hấp dẫn được khách hàng nữa nếu tuân thủ và áp dụng tư duy hai bước của người do thái trong kinh doanh, tin rằng bạn đánh đầu thắng đó. chín thuật biến đổi tiền đáng sợ của người do thái kiếm được tiền không khó, chỉ sợ thiếu manh khóe. người do thái cho rằng kiếm tiền là trí tuệ sống, tiền có thể nhảy ra từ não, chỉ cần phương pháp đúng. dưới đây là chín thuật kiếm tiền có lịch sử lên tới hàng ngàn năm của người do thái một. thuật tính tiền Người làm ăn kinh doanh luôn có đạo sinh ra tiền, và nguyên nhân quan trọng nhất chính là bởi họ có một quy tắc tính tiền đặc biệt, quy tắc kinh doanh 7822. Chẳng hạn, 22% khách hàng tạo ra 78% lợi nhuận của công ty, 22% sản phẩm là sản phẩm cốt lõi của công ty, nam giới kiếm được 78% số tiền trên thế giới và phụ nữ tiêu 78% số tiền của thế giới. 2. Thuật bắt tiền Doanh nhân do Thái không bao giờ làm những thương vụ kinh doanh lợi nhuận nhỏ mà được doanh thu nhanh chóng họ chỉ kinh doanh những thương vụ có lợi nhuận cao dù mức bán vừa phải có rất nhiều người đi theo chiến lược kinh doanh lợi nhuận nhỏ nhưng doanh thu nhanh nhưng các doanh nhân do thái cho rằng cạnh tranh bằng lợi nhuận nhỏ chẳng khác nào tự thắt thỏng lọng vào cổ và trong kinh doanh hành động đó không khôn khéo chút nào bà thuật kiếm tiền trong các cách kiếm tiền của người do thái có một quy luật nổi tiếng kiếm dù chỉ một đô lạc người do thái đã quen với việc áp dụng chiến lược tránh chỗ thực tìm chỗ hư chia thành tốp nhỏ và tích tiểu thành đại và cuối cùng đánh bại đối thủ mạnh đồng thời họ có khả năng phán đoán mạnh mẽ nếu họ nghĩ rằng đối tác của họ tốt cho họ ở một khía cạnh nào đó họ có thể mang lại tiền cho họ vậy thì họ có thể kiên định và nhẫn nại chờ đợi đối phương thay đổi tâm trạng hoặc chờ đợi thời cơ đến bốn thuật thắng được tiền kinh nghiệm khởi nghiệp và kinh doanh hàng nghìn năm của người do thái đó là phụ nữ có tỷ lệ mắc ví da cao hơn đàn ông bởi lẽ công việc của đàn ông là kiếm tiền, có thể kiếm tiền không có nghĩa là cầm tiền hay sở hữu tiền, quyền năng tiêu tiền vẫn nằm trong tay phụ nữ năm. Thuật biến đổi tiền Nghệ thuật kiếm tiền là trí tuệ sống, tiền có thể nhảy từ não ra, chỉ cần phương pháp đúng, chìa khóa tới cánh cửa giàu có ắt sẽ nằm trong tay. Trong con mắt thông minh và sắc xảo của người Do Thái, mọi thứ đều có cái giá của nó. Mất rồi có thể kiếm lại được, chỉ có trí tuệ mới là của cải vô giá trong cuộc sống làm thế nào để tạo ra khối tài sản lớn nhất với số tiền ít nhất là điều quan trọng nhất đối với người do thái khi khởi nghiệp sáu thuật đầu tư tiền mọi hoạt động kinh doanh đều là một giao dịch đầu tiên và nó phải được thực hiện một cách nghiêm túc trong cạnh tranh thị trường mọi suy nghĩ ra quyết định của người do thái về việc đầu tư tiền bạc đều do lợi nhuận thúc đẩy giữa thời đại cạnh tranh với nhau vì lợi nhuận mấu chốt khiến người kinh doanh thực sự có lãi nằm ở việc ra quyết định đúng đắn và điều này đòi hỏi người làm kinh doanh phải có những tố chất tương ứng biết địch biết mình giỏi điều tra địch trên thương trường nắm bắt kịp thời xu hướng thị trường và nhu cầu của người tiêu dùng phán đoán chính xác đối thủ cạnh tranh biết điểm mạnh dự đoán hành động của họ và chiếm lĩnh thị trường từ trước phán đoán tình hình và giỏi vận dụng các cơ hội kinh doanh nắm bắt kịp thời mọi cơ hội sinh lời trên thị trường chủ động tấn công xét về cách thức cụ thể họ dùng lợi nhuận nhỏ để dụ đối thủ hoặc bỏ lợi nhỏ trước mặt để đối thủ hiểu lầm từ đó thu lợi lớn cho mình bày thuật tiết kiệm tiền Người Do Thái rất coi trọng thời gian, với họ, thời gian cũng quý như tiền bạc. Tại nơi làm việc, họ tính mọi thứ bằng giây, mỗi giây đều quan trọng với họ. Một khi giờ làm việc đã được quy định, họ sẽ tuân thủ một cách nghiêm ngặt. Ý thức mạnh mẽ về thời gian giúp cải thiện hiệu quả công việc của họ. Và việc xem thời gian là hàng hóa, khiến họ có suy nghĩ rằng việc ăn cắp thời gian cũng đáng xấu hổ nhất. Việc ăn trộm tiền trong tủ vàng của người khác, và đó là lý do vì sao họ lại trân trọng từng phút từng giây tới như vậy tám. Thuật quản lý tiền bạc, Học cách quản lý một số tiền nhỏ trước, sau đó bạn mới có thể quản lý nhiều tiền hơn là cách thông minh nhất để đề phòng việc tiền không cánh mà bay. Quy tắc quản lý này của người Do Thái cũng nhắc nhở người lãnh đạo rằng, là một ông chủ, bạn phải biết rõ đặc điểm, năng lực, thậm chí cả tính cách của cấp dưới để có thể phân công họ đúng chỗ. Tận dụng hết tiềm năng bên trong chính công ty của mình, chỉ bằng cách này, công ty của bạn mới có thể nổi bật giữa đám đông chín. Thuật dùng tiền Người Do Thái tin rằng chỉ cần bạn có ước muốn trong lòng, nó sẽ bén dễ và sinh sôi nảy nở. Ước muốn là vô tận nhưng số lần bạn có thể thỏa mãn lại rất ít. Chúng ta cần nghiên cứu kỹ thói quen sinh hoạt hiện tại, có thể ở thời điểm nào đó, bạn cho rằng một số khoản chi là cần thiết. Nhưng sau khi suy nghĩ sáng suốt, bạn sẽ cảm thấy khoản chi đó có thể cắt giảm, có thể hủy bỏ. Hãy nhớ lấy câu nói này, nếu bạn tiêu một đô la, hãy phát huy hết 100% tác dụng của đồng một đô la đó nghệ thuật sân tiền của người do thái nằm ở ba định luật giàu có này, nắm được hai phần ba thì cả đời chẳng phải lo nghèo khó. hiểu được hết thì chẳng mấy chốc mà giàu to. ba định luật kiếm tiền này giúp người do thái trở thành những doanh nhân giàu có và thông minh bậc nhất thế giới. hơn hai nghìn năm sau vẫn là đỉnh cao bí kíp. đa phần dân số trên thế giới đều là những người bình thường, không tiền bạc, không mối quan hệ, không tài nguyên và không xuất thân danh giá. đối với họ, mong muốn lớn nhất có lẽ là thành công và sự giàu có nhưng làm thế nào để hiện thực hóa ước mơ kiếm được nhiều tiền lại là một vấn đề không hề đơn giản thế nhưng người do thái là một dân tộc đặc biệt họ luôn được mệnh danh là doanh nhân số một thế giới và được coi là dân tộc biết kiếm tiền nhất trong suy nghĩ của người do thái họ luôn tin rằng nếu tuân theo ba định luật giàu có này thì dù cho hiện tại không có gì trong tay tương lai cũng sẽ chắc chắn quật khởi thành công định luật một tiền ở khắp mọi nơi nếu bạn muốn kiếm được nhiều tiền khát khao giàu có mạnh mẽ là tiền đề đầu tiên như câu nói lãi suất là người thầy tốt nhất chỉ những người thích kiếm tiền và tận hưởng quá trình kiếm tiền mới thích bạn yêu tiền không đồng nghĩa với tôn thờ đồng tiền đây là quy luật vận hành của đồng tiền xuyên suốt lịch sử thế giới phàm là những người giàu có đều thấu tỏ quy luật này nếu một người cho rằng kiếm tiền là việc khó khăn thì người đó sẽ không có động lực mạnh mẽ để kiếm tiền và con đường kiếm tiền sẽ trở nên thực sự bế tắc vì vậy bạn cần ghi nhớ tư duy tiền ở khắp nơi kiếm tiền rất dễ bạn phải biết rằng sẽ chẳng có người giàu nào nghĩ rằng tiền khó kiếm, họ luôn có thể nhìn thấy những cơ hội kinh doanh khổng lồ từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Định luật 2 để kiếm tiền, bạn phải có mục tiêu. Người Do Thái cho rằng muốn kiếm tiền thì phải có mục tiêu rõ ràng, đó là động lực để một người tiến về phía trước. Những người thông minh biết cách đặt ra các mục tiêu tương ứng tùy theo tình hình của riêng họ. Ngược lại, những người không có mục tiêu chắc chắn sẽ luôn gặp rắc rối về phương diện tiền bạc. Thần chứng khoán Buffett từng thế nhất định sẽ trở thành triệu phú khi ông mới 10 tuổi, còn vua dầu mỏ do Cơ lơ cũng tin rằng mình sẽ trở thành tỷ phú trong tương lai khi ông còn trẻ. Kiếm tiền không phải là điều xấu và người Do Thái không bao giờ xấu hổ khi kiếm tiền. Họ luôn quan niệm không có ngành hay phương pháp nào không kiếm ra tiền, chỉ có những người không có mục tiêu kiếm tiền mà thôi. Định luật 3. Sử dụng trí não của bạn để kiếm tiền Có một câu nói được trích dẫn trong Ta mất Bộ Bách Khoa Toàn Thư về Tinh thần Do Thái. Thế này, thay vì tự mình suy nghĩ và phán xét về bản thân, hãy để người khác làm điều đó cho bạn. Hay cũng có một câu nói nổi tiếng ở phương Tây như vàng đào từ tâm trí con người ta còn hơn cả vàng đào từ trong lòng đợn. Trong mắt người Do Thái, kiếm được nhiều tiền và có được của cải hay không là phụ thuộc vào cái đầu của bạn. Làm ăn thì luôn dùng trí thông minh để chiến thắng. Họ tin rằng chỉ có kiếm tiền bằng, khối óc của mình thì mới có thể mang lại tiền tài lớn mạnh. Bạn càng tự kỷ luật, bạn càng thành công. Đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh, dù là khởi nghiệp hay điều hành doanh nghiệp, bạn cũng sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và cám dỗ, bạn phải có kỷ luật với bản thân. Nói một cách đơn giản tức là kiềm chế được bản thân, không bị sa ngã thì bạn mới có thể quản lý tốt cấp dưới và nhân viên của mình, từ đó sẽ theo đuổi được sự giàu có và thành công. Bị buộc phải phân tán suốt hơn 2.000 năm, nhưng người Do Thái vẫn trở thành một tộc người không ngừng sản sinh ra phú quý và hiện tại cho nhân loại. Đó là một dân tộc rất giỏi kinh doanh, kiếm tiền và kinh nghiệm của họ chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho chúng ta. Dân tộc này thực sự vô cùng đặc biệt. Đồng hành cùng lịch sử phát triển của họ là những nguy hiểm, bất hạnh và đau thương khi bị khinh miệt, trục xuất hay thậm chí thảm sát ở bất cứ nơi nào họ đặt chân. Nhưng một dân tộc bị áp bức như vậy giờ đây lại là một trong những dân tộc giàu có và tài năng nhất trên thế giới. Người Do Thái có khả năng đoạt giải Nobel cao hơn 108 lần so với các dân tộc khác chiếm hơn một nửa danh sách những doanh nhân giàu nhất thế giới. Trong số 40 người giàu nhất do pho công bố, 18 người là người do Thái. Trong giới tinh hoa và giàu có ở nhiều lĩnh vực khác nhau trên khắp thế giới đều có thể nhìn thấy bóng dáng của người do Thái, chẳng hạn như ai sở tài. Do cơ Fê lơ, người sáng lập Google, Picasso, Phở roi vua Buffett, sở dĩ người do Thái có thể vươn lên mạnh mẽ từ hoàn cảnh khó khăn như vậy phần lớn là nhờ sự khôn ngoan, trí tuệ của họ trong cuộc sống có một nguyên tắc tự điều chỉnh mà người do thái luôn quan niệm đó là càng tự kỷ luật càng tự do nếu bạn không thể kiểm soát con người của mình bạn sẽ không thể kiểm soát sự giàu có của mình có một câu chuyện nhỏ của người do thái như sau xưa kia có một người đàn ông tốt nhưng tính khi nóng nảy khi tranh cãi với người khác ông không bao giờ giữ được lý trí mà luôn đáp trả bằng những lời lẽ cãi vã và chửi bới tuy nhiên đến khi bình tĩnh lại ông luôn hối hận về hành động của mình bực tức vì điều này ông đã tìm đến một giáo sĩ do thái một nhà thông thái người do thái để nhờ giúp đỡ ông hỏi làm thế nào để tôi có thể kiểm soát được tính nóng này của mình vị giáo sĩ nói với ông khi bắt đầu mất kiểm soát không giữ được bình tĩnh ông có thể tự nhụ rằng mọi thứ mình làm mọi điều mình nói với đối phương kể cả những lời nguyền rùa mắng nhịp đều sẽ đổ lên đầu mình người đàn ông này không muốn làm theo lời vị giáo sĩ liền nghĩ ra một phương pháp tương tự mỗi lần cãi nhau với ai đó ông ta buộc mình phải bỏ ra một phần tiền khi đó nếu không kiềm chế được bản thân thì, ông cũng sẽ không thể kiểm soát được sự giàu có của mình. Theo đó, không dám dễ gây gổ, chửi bới người khác. Người Do Thái tin rằng, nếu một người có thể kiểm soát tính khí và cảm xúc của bản thân, người đó có thể vượt qua chính mình. Ngược lại, nếu anh ta không thể kiểm soát tính khí và cảm xúc của mình, anh ta sẽ không thể kiểm soát những thứ khác, không thể kiểm soát của cái. Quan điểm thương mại của người Do Thái cho rằng, để kiếm tiền, phụ nữ phải là động lực. Bởi vì đàn ông kiếm tiền còn phụ nữ tiêu tiền, vai trò của đàn ông không phải ở việc giữ và sử dụng tiền bạc, mà là kiếm tiền. Tư duy của người Do Thái không phải bẩm sinh mà có được. Tinh hoa trí tuệ Do Thái, ta mất tập hợp những cách làm giàu được đúc kết từ hàng nghìn năm của người Do Thái, bao gồm những kiến THC về kinh doanh, cuộc sống, học vấn và tài hùng biện của họ. Có thể gọi ta mất là một bộ bách khoa toàn thư về trí tuệ của người Do Thái. Đây có thể là lựa chọn phù hợp nếu muốn học hỏi sự khôn ngoan của người Do Thái đấy cải thiện lối sống và truyền cảm hứng cho các kỹ năng kinh doanh của bạn theo sohu